16, 17 cân này. Size 15, 16, 17 cân các chị nhá. 15, 14 cân hơi to. 15, 16, 17 cân. 15, 16, 17 cân size 100 cho em. Size 100 cho em. Cái này xinh cực kỳ luôn. Em tặng các mẹ nốt 350. Hàng dáng dài, hàng siêu nhẹ dáng dài. Hàng siêu nhẹ dáng dài dành cho bé gái. 15, size 100. 15, 16, 17 cân, 18 cân. Size 100 mọi người nhá. Size 100, 15 đến 18 cân. Rất xinh ạ. Mã này là hàng phao siêu nhẹ. Mã này là hàng phao siêu nhẹ màu hồng. Phao siêu nhẹ màu hồng. Phao siêu nhẹ màu hồng. Và mũ lông tháo rời được. Xả nốt 350.000 ạ. Xả nốt 350.000. Cực kỳ đẹp luôn. Và rất là ấm và đẹp luôn nhá mọi người nhá. Cái này xinh á. Dành cho các bé nhí này. Rất là xinh này. Dành cho các bé nhí này. Cái mã này là em sale giá rẻ nhất rồi. Giá là 350k. 350k nhá mọi người nhá. 350. 350. 350k. Vâng, em chào chị Vân Hoàng ạ. Hôm nay em xả nốt cho các mẹ mấy cái mã phao nhí thôi, nó cũng không còn nhiều nữa. Phao lông vũ 490 bomber các mẹ nhá. Phao lông vũ 490 bomber nhá. Cái này thì là của em còn size đến tầm khoảng 32 cân này. Lông vũ bomber màu chữ nhiều màu này này. Bạn gái 25 cân hả chị? Bạn gái 25 cân thì bây giờ có cho em chiều cao chị ơi. Có 1-2 lựa chọn ạ. Cho em xin chiều cao ạ. Cho em xin chiều cao ạ. Lấy cái trắng này xinh chị ơi. Cái trắng này xinh này. Trắng này gái trai mặc được hết này. Cái này là giá sale cho các mẹ, giá sập sàn cho các mẹ là còn 350.000. Phao lông vũ rất đẹp ạ. Cái trắng này rất xinh ạ. Hàng lông vũ cho em nhé. Hàng lông vũ có test nhá. 25 cân ok em có size nhá. Cái trắng lông vũ này xinh này. Trắng lông vũ em xả có 350 thôi. Bác ca tím em còn size 18 cân chị nhá. Bác ca tím em còn size 18 cân nhá. Bác ca tím. Bác ca tím hôm nay xả nốt cho các mẹ giá tốt 390 này. 390 này. Bác ca tím hôm nay xả nốt cho các mẹ giá sập giá rất là lỗ rồi. Hoặc là chị lấy cho em cái này là em đều có size 18 cân. Cho em xin chiều cao thì thường 18 cân chỉ mặc size 101 thôi nhá. Chỉ mặc size 101 thôi. Hôm nay xả cho các mẹ siêu rẻ mà trời rất là lạnh. Mọi người lấy để dành hoặc là lấy để dành hoặc lấy mặc luôn cho em. Tại vì hôm nay cũng có khách đến lấy gọi mặc luôn mà lấy 3 chiếc liền luôn. Vì nó lạnh quá, không thể chịu đựng được. Nên là không thể đựng được, vẫn phải mua. Cái này của em là xả nốt, siêu giá lỗ luôn 390. Các chị nhá. Đấy, chị có lấy thì lấy luôn cho em trên livestream để có giá tốt ạ. 390 ạ. 390. Con này là bác ca tím. Em còn một chiếc này nữa thôi. Em cũng xả lỗ cho các mẹ luôn là 390 màu hồng nhá. Cái này chỉ size max 20 cân. Size max 20 cân. Đấy. Các mẹ tranh thủ lấy. Bác ca tím em xả nốt cho các mẹ 390. Và cái rất là rẻ rồi. Chị Ngọc Lan cũng lấy một chiếc. Vâng ạ. Chị Ngọc Lan lấy bác ca tím 18 cân này. Xả nốt cho các mẹ hôm nay mẹ nào xem live với em. Hôm nay lạnh lắm, em cũng mới ra cửa hàng tại vì có mấy cái hàng phải chuẩn bị ship cho khách nên là em cũng thôi em phải ra em kiểm tra sách size em ra chứ dự định hôm nay không ra live rồi. Cái này em còn size cho các mẹ là còn size bao nhiêu cân nhỉ? Đến ra size 27 cân nhá. 27 cân ạ, size 130 ạ. Cái này của em là bác ca tím này, còn size đến 27 cân này. Mẹ nào lấy tầm khoảng 25 cân thì lấy này. Em xả nốt cho các mẹ giá rẻ rồi. Các mẹ nào mà theo dõi nhà em thì chắc chắn là hôm nay mua siêu giá tốt này. Cái này của em là xả nốt cho các mẹ còn 390.000. Hàng bác ca rất ấm, khách rất là khen nhá. Khách rất là khen nhá. Bác ca tím đây. Ai lấy cái size 2, em còn size 20 cân đến tầm khoảng. Em còn một chiếc nữa, size 120. Và còn một chiếc size 130 nhá. 25 cân lấy size 130 cho em này. 25, 27 cân lấy size 130 cho em này. Có dây rút chun eo cho em này. Cái kia nó rút chun eo rồi, con này chưa rút chun eo. Đấy, rút chun eo lại cho em nhá. Bác ca tím nhá. Bên trong là sần bông nhá. Bên trong sần bông nhá. Xứ nhiệt 32 cân em không còn ạ. Xứ nhiệt 32 cân em không còn rồi ạ. Đây ạ. Ai lấy bác ca tím thì nhanh tay khẩn trương ạ. 390 trên like cho em ạ. 390 nhá. Mickey này, có size 25 cân này.
Mickey hồng có size 25 cân này. Mickey hồng em có size 25 cân này. 350.000 ạ. Mickey hồng có size hay là có size Mickey hồng này quá xinh rồi. Hôm nay khách đến có hai con hồng là lấy hết hồng rồi đấy. Hai con hồng hàng Fashion nhà em lấy hết hồng luôn, còn một con duy nhất là cái mã Fashion hồng này thôi. Đây ạ, cái này à. Em còn size 25 cân. Mẹ đầu lấy thì nhanh tay khẩn trương 350. 350 hàng Fashion ạ. Hàng Fashion nhá. Hàng Fashion cho em. Đấy. 25 cân ok có size này. Con này 25 cân ok có size luôn này. Con này 25 cân ok có size luôn, màu đen này. Màu đen này. Đấy, mẹ nào mà hỏi các này gái trai mặc được hết ạ. Gái trai mặc được hết ạ. Mẹ nào hỏi 25 cân có ưng mã nào không ạ? Đấy. Hoặc là các mã bomber của em thì đều còn 25 cân nhá. Các mã bomber của em thì đều còn 25 cân. Khao gấu đen vừa rồi là gái trai mặc ok hết ạ. Đây ạ, bomber đen của em có size đến 32 cân đấy ạ. Bomber đen này thực ra là của hàng cơ sở 1, em mang sang em bán 490 lông vũ sale, 490 lông vũ sale rất xịn đẹp 490. Tại vì bên em mà cứ hỏi hàng 30 cân là em hết rồi. Thì bây giờ lông riêng có cái phao bomber dáng của hàng bomber ạ, lông vũ ạ, thì là hàng đại em mang sang em bán, vì là thực sự là bên này em hết size 30 cân rồi. Nên là rất là nhiều mẹ hỏi trên livestream của em size 30 cân thì thực ra em chỉ còn hàng của hàng đại thôi. Không các hàng, chỉ còn duy nhất cái hàng mã bomber này thì sẽ có size 30-32 cân cho em các chị nhá. Đây ạ, cái dòng bomber này nó là chất liệu lông vũ rất là xịn đẹp. Và ví dụ như mã này thì em còn size đến 35 cân. Đấy, mã này em còn đến 35 cân, 33 cân, 33 cân thì đều ok luôn nhá. Giá sale còn 490, nó là hàng lông vũ 690. Đó là hàng lông vũ 690 thì em xả còn 490 mọi người nhá. Vì là bên cơ sở này những cái mã dáng dài này nó còn một chiếc thôi, một chiếc thôi. Nên là nó không có hàng 30 cân đâu ạ. Phao hồng size 20 cân đến 25 cân chị ạ. Chị ơi, phao hồng này của em là 20 đến 25 cân. Cho các bạn 1m2 đổ về. Đấy, em báo chiều cao và cân nặng cho các mẹ luôn thì các mẹ ướm luôn. Phao này là 20 đến 25 cân và 1m2 đổ về ạ, là ok. Cái này của em là form cũng rất là to, dáng dài cho em, Mickey rất xinh. Bạn nhà chị Ngọc Lan Vũ là cao được mét mấy rồi ạ? Mét. Nói chung là phải 20 cân, ít nhất là em nghĩ là phải 20 cân mới mặc được. Và chiều cao tầm khoảng mét 1 đổ lên đến mét 2 thì mới mặc ok. Còn nếu thấp hơn thì nó sẽ rất là dài rộng ạ. Mã này cũng là mã hàng dáng dài rộng, màu hồng rất xinh. Nếu mà 18 cân thì chị có thể lấy, chị lấy một chiếc dài rồi, chị có thể lấy chiếc lông vũ này cho em này. Theo em mặc 490 mọi người nhá. Có size 33 cân, có size 32 cân luôn. Mọi người có thể mặc bên trong cho em là áo hoodie. Đấy, như thế này. 490. Con riêng con này thì em không nhớ là có size không, nhưng các mã bomber này là của hàng cơ sở 1 thì hiện đang sale là 490, hàng 690 ạ. Cái này là cái hoa trái tim hồng. Cái này của em là cái chữ nhiều màu, chữ nhiều màu. Cái em mặc là cái beo nhá. Cái em mặc là cái beo. Ví dụ như 18 cân thì em khuyên chị lên lấy con này rất xinh. 18 cân ok luôn, rất xinh ạ. Cái này của em là hàng lông vũ, giá cả vô cùng rẻ luôn. 300, nó là hàng nhí và em chỉ còn một chiếc thôi, em xả nốt cho các mẹ với giá là 365.000. Nó là hàng nhí, nó chỉ còn size nhỏ thôi các chị nhá. Dòng này dòng nhỏ cho em, giá sale rất là rẻ lỗ luôn. 365.000 cho em cái mã này, nó mã lông vũ này thì có mũ cực kỳ xịn đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn, và mọi người nghe rõ về về cái chiều cao cân nặng để mọi người chốt cho nó chuẩn. Cái này là size cho các bạn. Bomber họa tiết treo size 120 em có, chị Lương Bùi nhá. Em có size nhá, em có size tương đương 120 cho em chiều cao cân nặng nhá. Cái này là chữ nhiều màu cộng với cái này là trái tim hồng, thì mọi người thích cái nào em sẽ lấy cho mọi người có size tương đương size 120. Form này rất, cái này là 490 lông vũ này. Cái này là 490 lông vũ, chữ nhiều màu, và cái này là họa trái tim hồng đi. Đấy. Còn cái em đang cầm. Vâng ạ. Vâng, hết rồi ạ. Cái này của em là cái này em cuối vụ rồi, em xả giá lỗ rồi, 365.000 cho các mẹ nhá. Mọi người ai lấy con này nhanh tay khẩn trương nhá. 18 cân, 17, 18 cân,
mắc được 20 cân. Mắc được 20 cân. 17, 18 cân mắc 20 cân cho em nhá. Bé trai mặc quá được luôn chị ơi. Bé trai mặc quá được luôn. Cái này là bé trai mặc mẫu luôn mà chị ơi. Đấy. Phao 140 thì hiện nay mọi người thấy là em đang mặc cái size này thì nó tương đương size 150 đây ạ. Cái này nó tương đương size 140, 150 đây ạ. Và cái này thì em cũng có size tương đương size 140 ạ. Cho em xin chiều cao cân nặng nhé các chị. Em báo chị cái mã phao này em không chốt theo size đâu. Tại vì size nó rất là bé nhá. Size này nó rất là bé các chị nhá. Thì mọi người cho em chiều cao cân nặng em lấy cho mọi người. Tại vì đều phải tăng size hết. Đều phải tăng size hết. Dựa vào chiều cao cân nặng cao bé. Chứ còn cái size em mặc đang là 170 nhưng mà rất là bé. Và em chỉ chốt cho đến tầm khoảng 35 cân thôi. Cái size mặc là 170 các chị nhá. Nhưng mà em chỉ chốt đến 35 cân thôi nhá. Vì tay mặc rất là ngắn mọi người nhá. Vậy cho mình áo đó size 25 cân nhé. Ok chị Lương Bùi ạ. Áo này 25 cân cho chị Lương Bùi 490.000 ạ. 490 ạ. 640. Ừ lấy size to lên. 25 cân 1 mét mấy chị ơi. 25 cân 1 mét mấy ạ. Em mặc size 35 cân đây này. Em mặc size 35 cân đây này. Size 35 36 cân đây này. Nhưng mà cái này size tận 170 luôn rồi. Các chị ạ, tại vì phao này nó nhỏ nhá. Size 30 cân thì em chốt size 160. Đấy, 30 cân chốt size 160. Ví dụ 25 cân tùy chiều cao thì mặc 140 đến 150 cho em nhá. Size 25 cân tùy chiều cao lấy cho chị 140 thôi. 140 nhá. 140 đến 150 cho em. Tại vì phao này nó nhỏ các chị nhá. Em đang mặc size 170 luôn đây ạ. Lông vũ cho em ạ, lông vũ ạ. Bên trong mình mặc áo hoodie cho em thì nó rất là xinh. Như thế này. Đấy, còn em đang mặc cái áo đen của em thì trông nó không được chơi bằng. Đây ạ, cái này của em là sale cực kỳ giá rẻ. Nhưng tuy nhiên chỉ có size cho bạn nhí thôi. Vì cái này là hàng bên cơ sở. Em là cơ sở 2 chuyên cho bạn nhí thôi ạ. Chị ơi, chị hỏi size bao nhiêu cân ạ? Chỉ có phao bomber nail rồi còn có mỗi thế này thôi. Chỉ có mỗi thế này thôi. Hết hàng, không còn cái gì to to nữa rồi các chị ạ. Đó. Đây ạ, cái mã này mẹ nào ưng thì báo em này. Đấy. 490, 490 ạ. 490. Có mẹ nào có bạn nhí không cả nhà? Có mẹ nào có bạn nhí không? Em lên cho các mẹ. Đây có màu hồng nữa. Màu hồng 490. Màu hồng rất là xinh. 490 em có size từ 17 cân luôn nhá mọi người nhá. Có size từ 16 17 cân luôn nhá. Mới size từ 16 17 cân luôn nhá. Cái mã bomber, những dòng bomber này em có size từ 16 17 cân và đến tầm khoảng được hiện nay có size tầm khoảng 35 cân. Có màu hồng chữ nữa, em có màu hồng chữ nữa ạ. Dáng bomber ạ, có hồng chữ bomber giá sale là 490 ạ. Giá sale là 490 ạ. Hồng chữ nói chung là rất là ấm nhá mọi người ơi. Rất là ấm này. Và hồng chữ và em của em là cái beo nhá, beo. Các chị ơi, em xả tặng các chị một cái mã này. Cái mã này còn chiếc thôi này. Cái mã này của em còn một chiếc thôi. Xả tặng giá bất ngờ luôn. Xả tặng giá bất ngờ luôn. Nó rất là rẻ luôn này. Nó là chiếc size cũng to, nó còn một chiếc size to. Đấy, mã beo này ai lấy thì báo em nhá. Còn một chiếc bán tặng các bán tặng khách luôn. Ai lấy trên livestream em để giá cho các mẹ cái một chiếc khoác dạ giá sập sàn 350.000 ạ. Là xem gần xem 350k nhá, gần 50%. Xem rất là rẻ nhá mọi người ơi. Còn một chiếc size 150. Còn một chiếc size 150 các chị ơi. Áo dạng này em còn chiếc size 150 này. Size 150 này, giá cực kỳ rẻ luôn, 350.000, size mà lại size to này. Dạ của em là có trần nhá, có trần bông cho em ạ. Mẹ nào lấy trên like là trên like em bán tặng rẻ có 350.000 thôi. Không lấy cực phí luôn ạ. 350.000 cho em. Cái này là size 150. 150 nhưng mà form này là form to các chị ơi. Form này form cũng to to nhá. Size 40 cân nhá. Size 40 cân hoặc hơn 40 cân nhá. Chiều cao 1,5 m cho em này. Em 1,63 m mọi người nhá. Em 1,63 m mặc thì hơi ngắn một chút xíu. Bình thường cái dáng này sẽ mặc rộng hơn một chút xíu. Nhưng mà thực ra tay nó cũng khá là ok. Bán tặng các mẹ mã này giá siêu tốt là 350 các chị nhá. 350.000 còn chiếc thôi. Còn một chiếc này bán tặng các mẹ giá siêu giá tốt trên livestream ngày hôm nay là 350.000. Mẹ nào ưng thì lấy ngay cho em. Rất là rẻ luôn. 350k giá siêu tốt.
con giả tím này ạ, à, hàng này hàng hơn 600, bán tặng các mẹ còn 350.000. Rất là rẻ luôn. 350. 350 cho áo giả tím nhá, mặc rất là ấm và đẹp nhá, bên trong nó trần phao cơ ạ. Phao nam 35 cân là chị Minh Ngọc. Bây giờ em cái này cũng không được 35 cân nữa rồi này. Chị inbox giúp em xem còn 1 2 chiếc nào nữa không, thì khả năng là không còn đấy ạ. Khả năng là không còn đấy ạ. Áo beo, áo da báo của em xả còn 490 nhá. Hàng này hàng lông vũ nhá. Lông vũ 490 cho em, lông vũ 490 cho em. Lông vũ 490, cái này thì là 35 cân mặc cũng được đây này. 35 cân mặc ok đây này. 490 hàng lông vũ đây này. Cái màu họa tiết beo này chị có lấy không? Chị có lấy cho bé trai được không? Thì em còn chiếc này size này thôi. Còn chiếc này thôi. Họa tiết beo này chị có lấy cho bạn trai không? Thì ok được 35 cân. Cái này thì 32 cân đổ về thôi ạ. Cái này thì 32 cân đổ về thôi. Cái này của em thì khả năng là cũng 32 cân đổ về thôi. Cũng sợ không còn cái to ạ. 40 cân không còn mọi người ạ. Thích áo có mũ à? Vâng, áo có mũ thì hết hàng rồi đấy các chị ạ. Cuối vụ rồi, thành ra là hết hàng rồi ạ. Áo có mũ là em hết mất rồi. Hết sạch, không còn trước chung lưng. Bé gái 30 cân. Vâng, chị lấy đi ạ. Chị Hương Nguyễn lấy đi. Bé gái 30 cân em có hàng ạ. Bé gái 30 cân em có size luôn. Chị lấy cái beo này đi. Hàng này hàng lông vũ 490. Mọi người mix kiểu áo mũ này cho em này. Mọi người mix kiểu áo mũ này cho em này. Rất là đẹp này. Rất là chơi này. Ồ, cái size thì để em check size. Size tùy chiều cao chị ơi. Bạn này chị cao mét mấy? Bạn này chị cao mét mấy? Mặc size tầm khoảng 160 đến 170 nhá. Tùy cái form nhỏ lắm. Form này nhỏ. Chứ còn không theo, cái này không theo size được đâu. Cái này theo cân nặng chiều cao em chốt cho mình thôi. Chứ còn báo size bình thường mọi người sẽ mặc size 140. Mà giỏi lắm là đến 150 là cái form nào. Nhưng mà cái riêng cái form áo phao này nhà em thì em bán cũng rất là quen rồi. Thì cái size to nhất của em là 30-35 cân tùy chiều cao. Tùy chiều cao, mọi người cho em xin chiều cao. Thấp thì mặc size nhỏ hơn một tí. Còn mọi người áo em mặc em đang xả nốt cho các mẹ giá tốt lắm, có 350.000 thôi. Rồi mà giá ngoài live em đang xả là 390 nhá. Còn mọi người ai lấy là 350k em bán tặng nốt trên livestream đây ạ. Bán tặng nốt trên livestream đây ạ. 49 cân thì không vừa ạ. Cái này 49 cân không vừa ạ. Tầm khoảng 40 cân thôi, 40-42 cân thôi. 40-42 cân thôi. Em đang mặc đây mọi người ơi, nhưng em không đến 49 cân đâu. Em chỉ tương đương với bạn 45 cân đổ về thôi ạ. Áo phao hồng treo 20-25 cân ạ. Áo đấy có 20-25 cân thôi chị ơi, không còn size to đâu ạ. 20-25 cân thôi. Đấy, các mẹ ơi, 490 hàng lông vũ bomber mọi người nhá. Chị Hương Nguyễn ơi. Em check cho chị phao beo đấy còn size gì vậy? Không thể mã ạ. Mã 1949 hay là mã nó có giống nhau không nhỉ? Nhưng mà cái áo này không có. Bên hàng bên kia check hàng. Đấy, mọi người ơi, chụp ảnh lại cho em cái beo. Cái beo bây giờ em chỉ có một chiếc cái này thôi. Đây, còn size kìa. Em còn size có size 160, có size 170 luôn. Thì tùy chiều cao nhá chị nhá. Em cũng không biết bạn ấy cao bên mấy. Cái này cao cho em 1m4 đổ về. Đấy. Ok, 1m4 đổ về. 1m45 đổ về. Áo beo cho em 1m45 đổ về cho em. Thì bạn ấy cao mét mấy thì để em chốt. Lấy size 160 nhá chị nhá. Lấy chị size 160, 190 chị nhá. Ok này, size 30 cân này. Còn cái size kia là size 35 cân, 30-35 cân nhưng mà cao thì mới mặc được ạ. Đấy, áo em mặc là em bán tặng khách nốt 350. Có trần rất đẹp. Còn chiếc thôi ạ, còn chiếc thôi các mẹ ơi. Bây giờ lạnh quá mà em hết hàng dày để bán rồi. Bây giờ em còn mà bán hàng ít hàng mỏng thì có khi các mẹ lại không thích bằng hàng dày. Hàng dày thì em lại hết, cũng không còn mấy rồi. Áo bao nhiêu đó chị? 490 chị ạ, lông vũ ạ. 48 cân cũng không vừa mọi người ạ. Bé trai 1m42 cân, em hết rồi, to quá, giờ hết rồi. Giờ chỉ có size 30 cân đổ về thôi các chị ạ. Còn chiếc duy nhất em đang mặc
chiếc duy nhất em đang mặc thì là size 40 cân thôi ạ. Cho mình xem cái phao hồng mũ lông treo đằng sau. Hồng mũ lông treo đằng sau đây. Em xả rốt 350 nhưng mà nó còn chiếc size nhỏ thôi mọi người ơi. Em còn chiếc size nhỏ thôi này. Lấy 270 em ạ. Lấy 160 thôi. Hồng mũ lông này có 350.000 thôi các chị ơi. Áo em mặc 350 ạ. Bên trong có trần nhá, rất xinh nhá mọi người. Em đang xả bán tặng có 350 thôi nhá. Cái này cũng thế, cái này cũng 350 thôi. Cái này em cũng bán tặng khách có 350 thôi. Nó là phao nhẹ và nó cũng còn size 15 cân đến 18 cân mắc ạ. 15 cân đến 18 cân, size 100. 15 đến 18 cân mũ lông tháng rồi được mà. Một con này của em là hàng gần 600. Gần 600k. Em bán siêu giá tặng các mẹ chỉ còn 350.000 thôi các chị nhá, gần 600 ạ. Cũng có 350.000 thôi. Còn con này của em là hơn 600 luôn ấy ạ. Cũng 350.000 nốt này. Đấy cái phao này cũng xinh lắm luôn ấy các chị ơi. Cái này em bán hết mà, mấy chục chứ em bán hết mà. Không còn ạ. Em không còn size 42 cân chị ơi. Em không còn 42 cân ạ. Đấy. Hồng này không còn size 101 chị ơi. Hồng này không còn rồi. Không còn rồi, nếu mà chị lấy hồng 101 thì chị lấy cái này. Phát ca này, rất xinh ạ. Giá cũng rất rẻ, trên livestream hôm nay chỉ còn có là 390 thôi. Khuyên mọi người lấy cái này em cũng còn chiếc thôi. Cái này nó sẽ dao động cân nặng 18 đến 20 cân ok ạ. Còn cái này thì của em là đến tầm khoảng đến 15 cân đến 18 cân thôi. Cái size 101 của em đây. Cái này thì em cũng bán tặng, em còn một chiếc thôi, 390 ạ. 390 ạ, rất xinh ạ và rất ấm ạ. Những cái mã em còn chiếc một thôi các chị ơi. Nên là tất cả khách mua thì đều nguyên giá. Và coi như là đều coi như là mua nguyên giá rồi. Và không thể được mua rẻ như những cái livestream này nữa rồi. 390.000 nhá. 390.000 ạ. Đấy. Mẹ nào lấy áo phao các chị lấy size 1, lấy size 101 thì khuyên chị lấy cái này. Cái này của nó chất liệu của em là chất liệu phao Paka nhưng mà chất liệu phao chống thấm nước được. Và hồng đẹp mà to quá. Em bạn nhà chị Trang lý với 11 kg. Vâng, 11 kg thì hơi to một tí. 11 kg chị lấy cái con này sang vụ mặc được này. Con này là size, con này của em là size 11 đến 15 cân này. Nhưng mà sang vụ mới mặc được. 11 cân thì bây giờ sợ hơi to một chút xíu. Con này rất xinh này. Ôi giá sale cũng 350.000 thôi. Cái này là lông vũ cho em các chị ơi. Lông vũ, hàng của lông vũ thì nó cũng là hàng đắt ạ. Chứ nó không có hàng lông vũ mà lông vũ và dáng dài các thứ là đều là những hàng khoác đắt. Lông vũ của em đây ạ. Mà em xả rẻ nhất rồi là còn 350.000 đấy ạ. Chứ còn những hàng lông vũ này thì đều dao động 500 hoặc 500 hoặc dòng đại hơn như kia là tầm khoảng 700. Lông vũ thì đều hàng 500 cho hàng nhí. Hơn 600, hơn 700. Nói chung là lông vũ thì càng to thì cũng càng đắt thôi. Cái này của em thì là hàng nhí và bây giờ sale 350 nhá. Đây chị còn lấy 11 cân, chị lấy cái này sang vụ mặc màu hồng gấu mà em còn chiếc thôi. 11 cân đến 15 cân ok. Đấy. 11 cân lấy cái này cho em rất xinh này. Vâng, ok chị, cái đấy còn chiếc thôi. Cái dáng cúc eo thì cũng còn chiếc thôi. 11 cân thì cái này còn chiếc thôi, có mẹ nào lấy không? Lấy cái này cho em rất xinh. Cái này thì em cũng sale rất là tốt ạ. Cái này quá xinh luôn ạ. Cái này có size 11 cân. Đây bên trong lót nhung. Rất xinh. Cái này của em là sale có 350.000 nốt. 350.000 nốt. Hàng này thì rất xinh và ấm ạ. Đảm bảo yêu luôn ý ạ. Có size đến tầm khoảng 16 cân. Có size có chiếc 11, 12, 13 cân. Là cái này của em đến tầm khoảng 16 cân nhá. Xinh lắm luôn ạ. 15, 16 cân. Dáng dài, khách rất là khen luôn. Cái này 350.000 nốt. Rất xinh luôn ạ. Áo len thỏ đây, mặc này ấm dã man và vừa ấm và vừa mềm mại. Rất là yêu luôn này. 11 cân em có luôn nhá. Len thỏ Anna 11 cân em có luôn này. Len thỏ Anna này size 11 cân này. Em có luôn này. Cái này size 90.
Cái này còn 2 chiếc size 90. Để em xem cân nặng dao động này. 90 này cân nặng dao động là 11 đến 12, 13 cân ạ. 11 cân mặc ok luôn ạ. 230k nốt cho các mẹ này. 230k nốt, len còn size nhí thôi. 230k nốt. 230.000 ạ. 230k nốt cho các mẹ ạ. 230k len Anna, len thỏ. Cái len thỏ này chất thích lắm, em lấy về 3 lần liền ạ. Và được rất là nhiều mẹ lấy cho cả mẹ cả con. Hiện nay em cũng chỉ còn có cái này nhỏ thôi, cái size nhỏ thôi. Xả nốt cho các mẹ là 230.000 nhá. Cái này thì mua luôn cho em, không hề hối tiếc luôn ạ. Len thỏ, len thỏ hàng hơn 300. Xả còn 230. Hơn 300. Len này 12 13 cân thôi chị ạ. 12 13 à 11 cân đến 13 cân thôi ạ. 13 cân. Còn áo Baka, Baka chị lấy Baka tím 13 cân đi. Chị Vân Hoàng lấy 13 cân ok này, size 90 này, 13 cân ok này. Len này nó có độ co giãn nhiều mà mọi người. Len này thì nó dao động cân nặng được cũng nhiều. Có độ co giãn nhiều mà. 13 cân ok luôn. Len size 90 chuẩn luôn. Áo Baka size 13 cân, em còn tím này. Chị ơi chị lấy tím đi. Tím em còn size 13 cân. Cái này là khách khen mới nhận hàng hôm cách đây khoảng 2 hôm mà khen luôn ấy. Cái này em xả là còn 350.000 thôi. Cái này của em có lót nhung, đảm bảo các mẹ nhận được rất là ưng ạ. Đảm bảo các mẹ nhận được rất là ưng. Len 13 cân chị Vân Hoàng. Ok chị ạ. Đây ạ, len này là hôm nay là xả nhung cả tốt. Len này cực kỳ đẹp. Con này cũng xinh mọi người ơi. Con này rất là xinh này. Con này cực kỳ yêu luôn ạ. Có lót nhung rất đẹp ạ. Lót nhung rất là ấm và đẹp ạ. 13 cân có thể lấy sang con này cho em. Cũng có phao, dáng phao gấu Moschino hàng lông vũ ạ. Moschino hàng lông vũ ạ. Nên lấy này. Nên lấy này, lông vũ này thì nên lấy cho em. Nó nhẹ. Giá còn có 350. Con này cũng 350 lót nhung mà thích dáng dài lấy con này. Còn cái dáng này của em thì bạn 13 cân cũng mặc hơi dài một tí đấy ạ. Cũng trùng dài một chút xíu đấy ạ. Cũng trùng bông một chút xíu đấy ạ. Có 350.000 thôi nhá. Rất là rẻ nhá. Lông vũ nên lấy. Các ca lót nhung đấy ạ. Các ca lót nhung này em cũng là hàng xuất sắc. Được khách rất là yêu luôn ạ. Cái này của em là 350.000 luôn ạ. Đấy. Lên thêm cho các mẹ hàng hoodie ạ. Hoodie nè. Hoodie tím ạ. 180 mọi người nha. Hoodie tím 180 và hoodie này em có size 13 cân luôn ạ. 11 cân đến 13 cân em có này. 11 cân, 13 cân. Tím thì còn đến size tầm khoảng đến 18 cân nhá. Tím còn size đến 18 cân nhá. Giá sale cho các mẹ có lót nhung luôn cho em hoodie tím ạ. 180.000 nhá. Cực kỳ rẻ luôn ạ. Có 101XX thôi mà là hàng lót nhung cho em ạ. Đang xả giá rất là rẻ và lỗ đấy ạ. Có 180.000 ạ. Có lót nhung mà hàng mũ ạ. Đây ạ. Hàng mũ đây ạ. Mẹ nào lấy xanh thì comment cho em xanh. Mẹ nào lấy tím thì lấy tím này. Lót nhung cho em ấm đẹp này. Có size 11 cân. Còn con tím này nó sẽ có size tầm khoảng 18 cân ạ. Tím sẽ có size tầm khoảng 18 cân. Giá xả cho các mẹ là còn 180.000 ạ. 180.000 nhá. Cái này là size 13-15 cân này. Cái này em còn size 13-15 cân gấu này. Gấu size 13-15 cân. Giá sale cũng 180 nốt cho các chị này. Cũng rẻ sập xá luôn. Gấu vàng. Giá xả cũng sập sàn luôn cho các mẹ là 180.000. Có lót nhung. Có lót nhung cho em nhé. Có lót nhung ạ. Len Nana còn một chiếc 230k. Len thỏ 130k. Len thỏ 130k. Còn một chiếc này size 100. Size 100 là cho các bạn tầm khoảng size 100 này thì để từ 13 cân. Dáng dài rất là xinh ạ. Màu tím ạ. Hàng này lông vũ toàn bộ. Lông vũ toàn bộ. Cái này của em sale 390 nốt cho các mẹ. 390 nốt ạ. 3 màu 14 cân. Ok chị. Lấy cho chị Vân Hoàng 3 màu 14 cân ok ạ. Đây. Size này luôn này. Size này này. Size này luôn này.
Cái này thì lấy nhìn lên một size này. Ok chị ạ. Chị lấy một tím, một xanh và một vàng 14 cân ok ạ. Tím nhá. Tím có size 11 cân nhá. 12 cân. Đến tầm khoảng được 18 cân, 15-18 cân còn trước nhá. Có lót nhung cho em mọi người nhá. Tím này là size 100 ạ. Cân nặng 13 cân. 13 cân cho em. Đến tầm khoảng được 15 cân, 16 cân ạ. Vì là nó là dáng khoác choàng thì có dây chun rút cho em nữa các chị ơi. Đây này. Đấy, dáng khoác choàng. Mọi người hơi rộng một tí, mọi người còn rút chun eo được một tí nữa. Cái này size 100. Size 100 dành cho các bạn tầm khoảng 13 cân đến tầm khoảng được là 15-16 cân nhá. 13 cân đến 15-16 cân cho em nhá. Đây. Mọi người tầm khoảng 13 cân hoặc 12 cân thì các mẹ lấy để dành cho em sang vụ mặc nhá. Đây ạ. Lông vũ tím cực kỳ xinh. Còn chiếc lông vũ này 390 ạ. Nó là hàng siêu nhẹ. Lông vũ này hàng siêu nhẹ nhá. Còn cái tím này của em thì nó là tím bông cộng với lót nhung. Thì cái tím này của em thì nó sẽ là nó là hàng mặc cũng đại hàn ấm rất là thích này. Đấy, còn cái loại này của em cũng là hàng ấm nhưng mà nó là dòng siêu nhẹ. Siêu nhẹ nhá. Tùy theo mọi người nhu cầu mọi người lấy nhá. Rất là đẹp. Tím này của em là lông vũ hoàn toàn rất xịn đẹp nhá. Xịn đẹp hơn cả Uniqlo luôn. Lông vũ này cũng đẹp các chị này. Mọi người ai bé nào vừa thì nên lấy này. Cân nặng cái này cho bạn tầm khoảng 17-18 cân đến tầm khoảng 20 cân này. Đấy, 17-18 cân mọi người lấy để dành cho em. À, 15 cân, 16 cân thì lấy để dành cho em. 15-16 cân thì lấy để dành vì nó cân nặng khoảng 17-18 cân thì mặc ok hơn. 17-18-19 cân mặc ok hơn. Đây, cái lông vũ dáng vai thì em còn con này nữa. Cũng là CO390. Màu này là màu xanh baby. Cũng là màu xanh nhẹ, xanh xanh lạ. Màu xanh đẹp. Xanh baby. Đấy, xanh baby nhá. Đây mọi người ơi, à em còn chiếc này nữa. Chiếc này 240k. Chiếc này là hoodie hàng hãng. Cái này hoodie hàng hãng, cái này hoodie này thì hoodie này của em thì xả nốt 220k cho các mẹ đi. 220k đi, em còn trước thôi. Em còn một chiếc thôi, hoodie crop top đây. Chị Vân Hoàng ơi, chị Vân Hoàng có lấy cái này không? Hoodie màu kem này không? Chị có lấy thêm cái này không? Hoodie hàng hãng này rất là đẹp. Có size 100 cho bé nhà mình đấy. Cái này 100 dáng crop top. Tầm khoảng cái size 100 này, form nhỏ thôi. Các bạn tầm khoảng 15 cân, dưới 15 cân. Vì là dáng crop top nên là nó rộng ngang một tí. Nhưng mà nó ngăn ngắn. Kiểu dáng ngăn ngắn nhá. Nhiều mẹ thì không quen mặc ngắn. Nhưng mà cái này đúng là dáng crop top. Dạ vâng ạ. Chị lấy rồi à? Đây, cái này xinh lắm. Cái này của em là size này, của em là size 100. Size 100 cực xinh luôn, em xả nốt cho các mẹ. Đây, còn cái này của em là size 101. 101 này thì bạn này chị chưa mặc được, phải sang vụ mới mặc được cơ ạ. Chị Nguyễn Tuyên Mai. Chị 220. Vâng ạ, ok chị này. Chị Nguyễn Tuyên Mai này, 220 này. Cái này thì size này của em là size tầm khoảng các bạn 17 cân ạ. Size này tầm khoảng các bạn 17 cân. Cái size này thì nếu mà các bạn 13-14 cân thì chưa mặc được. 13-14 cân chưa mặc được, tầm khoảng 17 cân thì ok ạ. Đấy, cái này là sale cho các mẹ là còn 230 nhá. 230.000 ạ. Màu kem gấu rất là đẹp ạ. Màu kem gấu rất là đẹp ạ. Màu kem gấu rất là đẹp ạ. 230k. Cực kỳ xinh hot luôn, màu ghi hết rồi. Ghi còn nào. Đây ạ, cái này là size tầm khoảng 17 cân, 18 cân ạ. 17-18 cân đổ về ạ. Còn bây giờ 13-14 cân thì chưa mặc được. Phải nói chung là mắc được 17-18 cân nhá. 15-16-17 cân mặc ok luôn ạ. Hết rồi chị ạ, em hết còn. Hết nỉ nhung rồi. Tầm này các mẹ rất là thích đồ lạnh. Nhưng mà đồ lạnh thì em hết nhiều rồi. Còn có đồ mỏng mỏng hơn thì mọi người có thích không? Cái này của em là còn một chiếc giữ nhiệt màu hồng đỗ. Size 25-28 cân ạ. Size 130 ạ. Còn cái chiếc giữ nhiệt màu hồng vỏ đỗ này là sale còn là 150.000 ạ. Giữ nhiệt hồng vỏ đỗ ạ. Size 130 ạ.
25-28 cân ạ. Giữ nhiệt hồng vỏ đỗ 25-28 cân size 130 ạ, giá sale 150.000 ạ. Giữ nhiệt hồng vỏ đỗ mút rất là đẹp luôn ạ. Giữ nhiệt hồng vỏ đỗ sale 100 bao nhiêu nhỉ? 50.000. Len này chị sale 230. Len đỏ em có size 120 và size 130 nhá. Tầm khoảng đến tầm khoảng 28 cân đổ về ạ. Dưới 28 cân thôi ạ. Chị Ngọc Anh Phùng, ok chị lấy giữ nhiệt size 130 đây ạ. 150.000 ạ. Không ạ, hàng to em hết rồi mọi người ơi. Hàng to em hết rồi. Len đỏ em còn size 120 và size 130. Len đỏ giá sale là 230.000. Size 120 và size 130 giá sale 230.000 ạ. Váy nha mọi người ơi, váy siêu xinh ạ. Váy rất là xinh mọi người ơi. Váy này là váy em hôm nay để cho các mẹ giá tốt nè. Hôm nay bán tặng các mẹ 250.000 trên livestream nhé. Em áp dụng trên livestream cho các mẹ nào. 250.000 trên livestream thôi. Bên ngoài này em đang sale 208. Còn đâu nếu mà không mọi người không lấy là để em để sang vụ em bán thôi. Tại vì là những cái mã hàng này là những cái mã hàng đẹp bán Tết nhà em, nó rất là thích luôn ạ. Em lên cho chị cái máy này nhé. Váy trần cho mọi người nhá. Con này là hàng đẹp lắm. Bên trong của em là có lót nhung. Chất rất là đẹp luôn. Bên trong có lót nhung này. Cái hàng này là hàng bán Tết của em. Nói chung là chất rất là đẹp. Mà bây giờ em sale thì nói chung em sale cũng là lỗ ạ. Nỉ đấy là cho bạn 17 cân, 18 cân ạ. Nỉ đấy là bạn 17, 18 cân ạ. Cái này là size tầm khoảng... Cái này còn chiếc chưa là Thủy? Cái này còn trước à? 250, em hôm nay em sale cho các mẹ 250.000 à. Chân màu hồng. Hồng còn một chiếc size 201. Cái này của em tầm khoảng 17 cân ạ. Cái này tầm khoảng 15 cân đến 17 cân ạ. Size 15 đến 17 cân cho em ạ. 250.000 nhá mọi người nhá. 250.000 nhá. Hàng 400k, tầm 400k em xả còn 250 thôi đấy ạ. Gần 400k xả còn 250 thôi đấy các mẹ nhá. Nên là mẹ các mẹ tranh thủ lấy, nếu mà có bạn bé vừa mọi người lấy để dành hoặc lấy mặc luôn, rất là xinh. Cái này của em là 250k, màu hồng này. Màu xanh thì em còn size từ 11 cân này. Màu xanh em còn size từ 11 cân, màu xanh da trời. Màu xanh da trời này còn size từ 11 cân. Xanh da trời còn size từ 11 cân này. Giá sale màu xanh quả cherry rất là yêu này, cực kỳ yêu luôn ạ. Còn size cho các bạn đến tầm khoảng 20 cân. Còn size 11 đến 20 cân màu xanh baby này. Màu xanh baby này 11 cân đến 20 cân xanh baby này ạ, có quả cherry ạ. Mặc lên yêu cực luôn. Ở bên trong của hàng này hàng có lót nhung. Hàng lót nhung nên là nó là hàng đắt. Hàng này của em có hàng lót nhung, hàng hãng. Giá sale là còn xanh baby này, giá sale là còn 250k cho các mẹ nhá. Đấy. Và em còn màu kem. Màu kem, mẹ nào lấy màu kem mình cũng rất là yêu này. Màu kem. Màu kem có size đến 18 cân này. Màu kem có size tầm khoảng 20 cân ạ. Màu kem có size đến 20 cân ạ. Màu kem em còn size đến 20 cân ạ. Màu kem còn size đến 20 cân. Màu kem thì mặc y chơi xinh lắm luôn, như công chúa luôn đấy ạ. Màu kem ạ. Màu kem có size đến 20 cân nhá. 20, 21, 22 cân cũng được, nhưng mà chiều cao tầm khoảng 1m 15 đổ về. Chiều cao tầm khoảng 1m 15 đổ về. Có áo này có mẹ nào lấy không? Áo này có mẹ nào lấy không ạ? Mặc rất là ấm và đẹp luôn này. Áo này em đang sale còn 350.000 thôi này, mặc rất là ấm này. 350.000 bán tặng khách thôi, 350.000 này. À, size mọi người nếu mà 35 cân thì hiện nay mặc hơi rộng nhá. Còn cái này của em phải đến được 42 cân nhá. Size 150 nhá. Khoảng hơn 40 cân. Đấy, hơn 40 cân một chút. Hơn 40 cân một chút nhá. Em đang mặc đây ạ.
Size này của em là size 150. Em mà tặng các mẹ là 350.000. Rất rẻ nhá mọi người nhá. Rất rẻ này. Mã này của em thì chất rất là đẹp này, hàng hãng này. Chị đang nhận tiền rồi đúng không? 360. Ừ đúng rồi. Nào các mẹ ơi, cái mã len có hai màu này em sale còn 190 nào. Len trơn của hàng hãng có màu hai màu này, len trơn hàng hãng có hai màu này, cái này sale còn 190.000 nào, rất là đẹp luôn, có màu kem và em có màu kem siêu xinh. Áo kẻ cho chị Vũ Tuyền. Ok chị, áo kẻ chị Vũ Tuyền giá xả 350.000 nhá. Áo kẻ tím nhá. Rất là đẹp luôn. Cái này của em là màu len kem cho dành cho bạn nhí này và len cam dành cho bạn nhí này. Len thừng của hàng hãng, rất len mềm đẹp. Không xù xiếc gì đâu, chất đẹp lắm. 190.000 mọi người nhá. 190.000 dành cho len len gì nhỉ? Len len thừng hàng hãng này. Nhưng mà có 190 thôi vì nó dòng nhí. Em xả rẻ lốt, dòng nhí em xả rẻ lốt này. Cái này chất đẹp cực kỳ luôn các chị, da của hàng hãng New Kit ạ. Các chị mà ra hàng ngoài chưa chắc đã mua được những mã len này vì giá này đâu ạ. Cái này là của em là gần 300 đấy. Gần 300 thôi em ạ, em sale còn gần sale 100k luôn. Cho cái len này thực sự là không có dưới vốn ạ, dưới vốn thôi. Cái này là len hàng hãng cho em, còn size cho các bạn đến tầm khoảng 20 cân thôi. Còn size từ mười mấy, từ 11 cân đến 20 cân thôi. Còn size từ 11 cân đến 20 cân thôi. Các mẹ nào mix với các đồ chân váy cho em hoặc là mặc bên trong cho em ấy, cực kỳ đẹp luôn nhá. Giá sale còn 190 các mẹ nhá. Cái len này em đảm bảo chất rất là thích luôn. Dáng basic một tí nhưng mà chính ra như bản thân em mặc thì rất là nhiều len basic. Bản thân em mặc rất là nhiều cái mã len basic luôn chứ không biết trẻ con thì có thể là các mẹ thích màu mềm hơn nhưng mà bản thân em thì rất là thích những cái len basic như thế này, mình mix đồ nó rất là dễ. Mà quan trọng len basic thì rất nhiều, cả hàng Việt Nam cũng có nhưng quan trọng là chất nó phải đẹp cơ. Em cũng phải mua hàng đẹp cơ chứ em mà hàng len những cái bên trong này em cũng phải mua hàng đẹp. Đấy. Những cái mã hàng này của em là thật sự rất là đẹp luôn cho các bé. Có xả cho các mẹ có 190 thôi. Len basic thì quan trọng là phải đẹp cơ, chất phải thích cơ, mặc bên trong cũng phải chất thích. Cái này em sale nhiều cho các mẹ nào. Áo phao cho bé 26 cân, áo phao cho bé 26 cân. Bé gái à chị ơi, em còn một chiếc đen này, còn một chiếc đen này ạ. À. Em còn một chiếc đen này rất là đẹp, 350 phao trần ạ. À. Cái len này thì em sale 50%, hơn 50% cho các mẹ hàng xả này. Hàng này mã cũ rồi thì em xả giá rất là rẻ này, hơn 50% ạ. Len vàng này em xả hơn 50%, 100, hơn 50% nhá, cũng là bằng tiền luôn. Nhưng mà mã cũ rồi thì em sale cho các mẹ nó còn 1 hoặc 2 chiếc gì đấy thôi. 100, rất là lỗ, 120.000. Len này có size đến 15-17 cân cho em nhé. Len này có size 15-17 cân nhé. Len vàng này này, len vàng thường cùng hãng. Giá xả, cái này là mã cũ rồi em xả nhiều. Màu khác hả chị? Dáng bomber. Em còn các mã dáng bomber. Bomber như thế này ạ, một mã đeo ạ, có size ạ. Bomber Đông Vũ 490 này. Bomber Đông Vũ 490 này. Bomber lông vũ 490 này, còn size đến 35 cân này. Đây ạ, những cái mã lông vũ này là sale 490 ạ. Lông vũ dáng dài em hết hàng rồi ạ. Len vàng 15 cân chị Tuyết Mai. Vâng, len vàng 15 cân cho chị Tuyết Mai này. Em lấy đi chị nhá. Dạ vâng. Chị cho bao nhiêu? 120. Bạn tặng khách nốt 120, rất rẻ. Lông vũ em hết dáng dài rồi vì tầm này cuối vụ rồi mà lại lạnh quá. Len đỏ đằng sau, chị Hạnh ơi, bên em trang chả còn cái gì cho bạn là chị Hạnh đâu. Chị lấy cho bạn bé nào ạ? À? Bạn nào ạ? À? Cái này là size
Cái này size 120 và size 130 chị Hạnh ơi. Chị lấy cho bạn cháu à, size 120 và size 130 thôi. Chị lấy cho bạn cháu à, size 230.000. Len này em có size 12 đến 15 cân ạ. Cho các bạn tầm khoảng 23 tuổi ạ. 12 đến 15 cân 23 tuổi ạ. Có 120k thôi nhá. 15 cân lấy size 90. Hôm trước khách đến cũng mặc một con giữ nhiệt, không mặc cái len là em ra ngoài ấm. Em chỉ có mỗi cái này hay là hai mấy cân thôi này chị ơi. Bùi chị An ơi, đây và có một chiếc này nữa, nên lấy này, nên lấy này, thích dáng dài lấy cái này cho em, đang bán tặng các mẹ giá rất là tốt đấy ạ. 390k cho hàng dáng dài nhá, 390k nhá, một vàng 16-17 cân. Thế là chị lấy một vàng 16-17 cân thôi đúng không ạ? Vâng ạ. 120. Ok, cho chị xinh trần một chiếc 14 cân này. Cho một chiếc 14 cân này. Len đỏ 130 cho chị Ngọc Hà, 230.000. Ok chị. 230.000 len đỏ ạ. Size 130. Còn chiếc 120 ạ. Ok, em chốt cho chị xinh trần rồi nhá. Cho chị Nguyễn Tuyết Mai rồi nhá. Len đỏ còn chiếc size 120, giá xả cho các mẹ là còn có là 230 nhá. Len đỏ ấm lắm, cái len này của em ấm lắm mọi người ơi. Nó rất là ấm đấy. 230, hàng ấm đẹp đấy ạ. Hàng ấm đẹp đấy, len đỏ. Còn size 120. Nên lấy cho em con parka tím này. Parka tím này có 390 thôi. Hàng này của em thì những cái mã hàng parka của em thì nó dao động tầm khoảng hơn 600 đến 700k một con cơ ạ. Bây giờ là em đang xả lỗ rồi. Len đỏ 120 chị Thanh Thủy. Ok chị Thanh Thủy lấy len đỏ size 120 ạ. 230 ạ. Len này là len ấm đấy các chị ạ. Len này nó cũng không khác gì hàng len kiều đâu, nó rẻ hơn một tí. Thì bây giờ thì len kiều em cũng sale rẻ, khổ rất rẻ rồi. Len kiều hàng đẹp em cũng sale rẻ lắm luôn rồi ạ. Nên ra thì em cũng xả cho các mẹ có 250 thôi. Cái này bác ca tím này của em là sale 390 ạ. Áo tím 390 chị Bùi Viện nhá, còn size 130 thôi ạ. Còn size 130 ạ. Size 130 là đến tầm khoảng 28 cân đổ về. Size 130 là 28 cân đổ về. Size 130 là 28 cân đổ về, là size 130 các bạn 25 26 cân các thứ thì lấy đấy, mã đấy là ok rồi nhá. Nào, các chị mà có bạn nhỏ xíu xíu ấy, mọi người comment lên đây em xem có cái gì mà kiểu trong danh mục hàng xả kho ấy, em lên cho mọi người, lên cho mọi người để mọi người gộp đơn. À, lấy cho chị cái quần nỉ nhung, à quần cam nhung ấy, quần cam lót nhung ấy. Quần cam lót nhung để chị lên. Quần cam lót nhung đúng rồi. Len kiều này, len kiều của mọi người ơi. Rồi. Để em xem. Quần cam lót chung này cũng là trong danh mục hàng giá siêu giá lỗ luôn mọi người nha, để tí em lên cho các chị. Len đỏ này là len đỏ màu đỏ, màu đỏ rượu. Len đỏ màu đỏ rượu này ạ. 250. Chị Nguyễn Quyên lấy đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Quyên nhá. Cái này của em là size 20 cân đổ về nhá. Size tầm khoảng 20 cân nhá. 20. Bạn là chị vừa đúng không? Hình như vừa. Hôm trước chị chốt cái quần sang vụ mới vừa chị Quyên nhá. Len đỏ này len kiều hàng 250. Len kiều 250. Này. Ok ạ, rất đẹp ạ. Hàng len kiều bây giờ em cũng siêu rẻ, có 250 đến 260 thôi các chị ơi. Cái này là dáng cardigan, giá siêu 260. Cái này của em là size cho các bạn 18 cân đến 20 cân. Nó là dáng len ngắn crop top, mọi người thấy tay nó rất là dài nhá. Tay nó rất là dài, tuy nhiên các mẹ có thể sắm lên nếu mà cân nặng của các bạn ấy không nhiều lắm thì các mẹ sắm lên cũng được. Thì nó cân nặng dao động cho em cũng phải đến được 22 cân nếu các mẹ mặc đúng crop top đấy. Còn nếu không thì mọi người lấy 17 18 cân vẫn được nhá. Len này 260.000 nhá. Chất là hàng này là hàng giày ấm cho em nhá. Chất này là hàng giày ấm cho em dáng crop top ạ. Cái này mặc không ấy, mặc không được luôn, mặc khoác được luôn. Giá xả cho các mẹ là còn có 260.000 nốt thôi.
260.000 nốt thôi. Len này là hàng len dày ấm đẹp lắm, hàng vintage cho em đẹp lắm, phong cách rất là đẹp luôn. 260 ạ. Hàng khoác ạ. 260 hàng khoác đẹp lắm mọi người ơi, ấm lắm. Nó kiểu như hàng người lớn như thế này này. Hàng người lớn đây này. Nó thực sự là giá nó đắt hơn hẳn cái len này. Len này len basic thôi. Len basic chất cũng ok, nhưng mà thực sự là cái dòng này nó cao cấp hơn nhiều nhá. Cái dòng này dòng thời trang, chất liệu len nó cao cấp hơn nhiều nhá. Cái này là hàng hơn 400, cái này là hàng, cái này của em cũng là hàng gần 300 thôi. Gần 300 nó basic thôi. Cái len đỏ chữ A nãy chị xem bao nhiêu? 250. Cái này 260. Còn cái này của em thì dành cho các bạn 15 16 cân. Mọi người ơi, mọi người lấy cho cả gái cả trai cũng được nhá, tại vì em sale cũng rẻ lỗ nhá. Em cái này cũng là danh mục em xả kho rẻ lỗ luôn nhá mọi người. Cái này của em là em để cho các mẹ có 120.000 thôi. Em xả kho rẻ lỗ luôn. Nên là mọi người lấy cho cả gái cả trai em thì cũng được luôn ạ. Cái này là size. Size này mọi người lấy cho tầm khoảng dáng rộng. Dáng rộng lấy cho các bé tầm khoảng 17 18 17 cân đổ về cho em, 17 cân ạ, 17 18 cân đổ về ạ. Cái này là em bán tặng các mẹ có 120.000 thôi nhá. Nó là thuộc danh mục hàng xả kho. Nhà em có một số những cái mã mà em cũng sẽ xả rất là rẻ. Quần cam 15 16 cân em có size nhá, 150.000 ạ. À, khoác len 260 cho chị Vân Hoàng. Ok chị Vân Hoàng này. 260 khoác len này, rất là xinh ạ. À cái em mặc là hàng người lớn mọi người, đặt hàng order Quảng Châu, hàng người lớn các chị ạ. Bây giờ thì không thể order những cái dòng mùa đông này các mẹ ạ. Cái này thì là hàng người lớn em đặt, năm nay cardigan mốt mà. Cái quần này em có size 15 16 cân luôn ạ. Còn size 15 16 cân 100. Cái này của em là giá là còn có là để chị ướm lại cái size kia để Phong phải cũng to. Đây size 100 đây chị. À. Xả kho, cái này là danh mục hàng xả kho cho em, giá xem chỉ có 150 thôi. Có size từ 12 cân, 13 cân. Có size từ 12 13 cân ạ. Và em còn size cái này hàng Miu Kit 150 thôi các chị ơi. Có lót nhung này. Có lót nhung này, có 150.000 thôi là rất chị rẻ ạ. Vâng ạ. Tôi mang một chiếc này. 15 cân là bạn đã trao bao nhiêu ấy nhỉ? Cái này size 90 thôi nhỉ? 15 cân thực ra lại size 90 thôi. Vậy chị nghe mặc size 150.000. Hả? Hay lấy size 150.000. Chị Tuyết Mai, bạn là chị cao bao nhiêu nhỉ? Tại vì chị có mấy bạn cơ nên là hai bạn hay sao ấy. Lấy đến 16 cân. Đây, lấy cho chị cái này. Lấy siêu chị cái to hơn nhá. Lấy cho chị cái to hơn là size 100 nhá. 17 cân, size 17 thì 17 cân. Còn một chiếc siêu 190 này mọi người, size màu rêu. Màu rêu, em còn một chiếc size siêu 190. Cái này của em là 190, hàng này là của cũng Miu Kit này. Size 100, 15, 16 cân này. Size 100, 15, 16 cân này. Cái size 100 này là size 15, 16 cân này. Cái này em đang bán nó sẵn. Bé trai, ai bé nào lấy nốt hay. Cái đôi này là vừa này. Cái này là hàng trong danh mục xả rất lỗ của em là 120.000. 120.000. Quần này các mẹ ơi, quần này đẹp. Quần này là hàng lót nhung cho em, màu cam, đất màu cam. Màu cam ạ. Màu cam này của em là co giãn, các chị cứ tưởng tượng nó giống nỉ luôn. Nó giống chất liệu nỉ luôn, nó rất là mềm mại và nó ấm. Nó không khác gì nỉ đâu ạ. Nó mềm mại, không khác gì nỉ đâu. Với chất liệu và đường may mũi chỉ thì cực kỳ đẹp luôn. Em xả, em nhập nhiều, em bán nhiều quá rồi. Em nhập em bán nhiều quá rồi ấy. Thế là bây giờ em còn cái gì em xả lỗ nốt đấy. Còn 150.000 thôi. 150.000 thôi nhá. 150.000 thôi. Đấy. Di lê này em còn một chiếc. 140 nhá. Ê ơi, chả có cái gì 1XX cả luôn ấy. Cái này là size tầm khoảng 30 cân luôn ấy ạ. Di lê này còn size 30 cân đấy các chị ơi. 140.000, hàng 250. Đẹp lắm mà em bán 250 rồi. Em xả lỗ rồi. Bán 250 là rẻ so với hàng đấy rồi. Bây giờ em còn chiếc giả siêu, gọi là không còn gì nữa rồi. Hay chỉ có 140.000 thôi ạ. 140.000 ạ. Quần cam size to nhất. Mình quần áo này chị Hằng Cao. Chị Hằng Cao.
áo áo di lê à chị Hằng Cao ơi, chị Hằng Cao lấy di lê à, chị Hằng Cao lấy di lê 140 này, di lê 140 size 30 cân này. Cái phong này nó thoải mái, ok 30 cân, mặc dù nó size nó hơi nhỏ nhưng mà em đảm bảo thoải mái 30 cân ok nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, em xem một chút áo hoodie. Hoodie các chị này. Polo này. Polo này em xả tặng rẻ lắm rồi. Chị trả lời chị Thanh Thủy rồi. Chị Thanh Thủy quần cam size to nhất thì hiện nay em còn size tầm khoảng 15-16 cân thôi ạ. Quần cam hiện em chỉ có size 15-16 cân thôi chị ạ. 15 cân thôi. 15-16 cân mà không cao ấy. Thì em còn size 90 ạ. 15-16 cân mà tầm khoảng các bạn 3 tuổi ạ. Chỉ còn size này thôi ạ. Khoác nam dáng dài size 15-16 cân cho chị. Gặm ngô thích cả thích gặm ngô à. 15-16 cân khoác dáng dài cho bé trai. 15-16 cân là hiện tại bán 15-16 cân luôn hả chị? Cái này em xả 170 mọi người nhá. Polo xả còn size này còn size 101 rồi em. Vâng, còn trăm... Cái này em còn size 101 và còn size 102. Các chị ơi, form này thì form này cũng rất là dễ mặc, dao động cân nặng được nhiều ạ. Hết 32 cân. Polo còn hết 32 cân rồi ạ. Hiện nay bạn ấy 15-16 cân ạ. Thì mình lấy rộng ra một tí nhá. Cái này còn size 101-102 thôi, cho bạn từ tầm khoảng 15 cân, 16 cân các mẹ lấy để dành cho em này. 15 cân, 16 cân lấy để dành size 101 cho em này. Cái này cũng thế. Cái này là 15, 16 cân thì mặc được luôn size 101 nhá. Hoodie này em xả còn 180.000 thôi các chị nhá. Ê ơi, rất là rẻ luôn. Cái hoodie hồng này ạ. Em sale còn 180.000 này. Có size 15, 16 cân là lấy mặc luôn được này. Còn 13, 14 cân thì lấy để dành cho em. Hoodie hồng này em sale còn là 180. Polo hồng em sale 170 ạ. Áo da báo kia là size 35 cân chị ạ. Da báo này size 35 cân siêu 490 ạ. Polo hồng size 120 chị Thanh Thủy. Ok, polo hồng size 120 cho chị Thanh Thủy này. Còn size 120 này là siêu 170 này. Thế là hết 120 rồi chị. Vâng. Ok mọi người, hết 120 này còn size 101 thôi này. Áo hồng mũ chị lấy size 17 cân cho chị Chi Phương này. 17 cân cho chị Chi Phương để ở vụ sau mặc này. 17 cân thì thực ra là ok, lấy cái này thôi nhỉ. 15, 17 cân lấy cái này thôi. Đây ạ. Áo beo lông vũ. Beo lông vũ của em là sale là 490 ạ. Hồng mũ, ok chị. Hồng mũ để em xem còn size chút cho chị Tuyết Mai nhá. Chị Tuyết Mai 15, 16 cân này. Hồng mũ này. Chị Chi Phương ơi, em còn size 101 và còn size 102 luôn. Thì chị muốn lấy size gì? Thực ra 102 của em là phải 20 cân. 102 của em cũng phải 20 cân ạ. Chị lấy 101 thôi nhá. 102 của em thì cũng phải 20 cân ạ. Nó hút đi thì kiểu mặc rộng cũng được ấy. Chứ còn 102 của em thì cũng phải 20 cân ấy. Thì chị lấy size 101 thôi nhá. Tại vì cũng phải dao động cân nặng được. Còn cái gì luôn nhá, 102. Hồng mũ chị Tuyết Mai 15-16 cân ok này. Beo 409 ạ. Beo 409 ạ. Ok chị 101 nhá. Beo 409 này. 35 cân có size này. Lông vũ này. Lông vũ ạ. Đây bé trai 15-16 cân thì hiện tại 15-16 cân thì mọi người lấy cái này cho em này. Sang vụ mới mặc được cơ. Cái này phải sang vụ mới mặc được. Cái này phải 17-18 cân. Mặc rộng rãi chùm chùm này. Bé trai này. Mặc rộng rãi chùm chùm cho em này. Áo dáng. Áo cũng dáng chùm lông đấy ạ. Cái này là sale 350 ạ. Màu gel như thế này ạ. Em chơi cái màu gel mà nó bị lóa. Cái này phải 17-18 cân. Có thể mắc được 20 cân. Tại vì áo khoác thì dáng rộng ngang cho em. Cái này em sale còn 350, rất đẹp đằng sau hình gấu này.
áo tím còn size 17 cân không? Tím ạ? À? Còn không? Hết rồi. Tím em hết. Tím em hết 17 cân rồi ạ. Tím này em hết 17 cân rồi. Thì nỉ nhung. Như còn một cái gấu. Hoodie hồng kẻ đen còn size bao nhiêu? Hoodie hồng này à chị? Hoodie hồng này chị? Hoodie hồng này của em là còn size 20 cân ạ. Còn size 20 cân ạ. 20-21 cân ạ. Size 120. Cho chị ở khoác ngang em đang cầm nghe chị gặp. Ok chị thích ngô nhá, thích gặp ngô nhá. Đây ạ. 350 ạ. 350 này. Hoặc là cái này nữa. Hoặc là cái đỏ. Đỏ nữa. Đỏ lót luôn 380 nữa. Có lấy thêm không? Đỏ lót luôn này không? Đỏ lót luôn này không này. Đỏ 380 này. Đỏ lót luôn này 380 này. Đấy. Chị ưng cái nào cũng được. Cái này của em có lót nhung. Cái này có lót nhung. Chị Lãng Cầm ơi, chị Lãng Cầm có lấy đông vũ này không? Đông vũ này của em không? Hoặc chị lấy thêm con này cũng được. Con này của em là size cũng tầm khoảng size 15-16 cân. Còn mắc thì 20 cân. Mắc thì cũng 20 cân mắc. Còn 15-16 cân đây, con này có dáng dài đây. Nó là đỏ, nó có lót nhung. Cả hai con thì mỗi con một kiểu. Đấy. Cái này đỏ lót nhung 380. Đỏ lót nhung phao 380. Ok thì đúng rồi. Mà có hiệu họa tiết hình gấu thì cũng rất là xinh. Đấy. Hoặc là chị thích lấy cả hai cũng được. Vì là đều ở trên rẻ rồi. Đều hai bạn thấy rất là rẻ. Ờ, em lên cái gì cho các mẹ đấy nhỉ? Mũ tiếp các chị nhá. Mũ tiếp ạ. Còn một chiếc hoodie tím này ạ, tay nối này ạ. Còn một chiếc tím hoodie tay nối này ạ, em sale. Còn cái này của em là phải size 17 cân đến 20 cân các mẹ nhá. Phải 17 cân đến 20 cân nhá. Cái này là size 101 nhưng form to lắm ạ. 17 cân đến 20 cân này. 190.000 ạ. 190.000 cho hoodie này nhá, hàng hơn 300 nhá. Hoodie tím này 190. Rất đẹp ạ. Hàng tay nối rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Hoodie tím 190 ạ. Hồng này các chị ơi, hồng này thì em còn size cho các bạn đến 18 cân ạ. Hồng này em còn size cho các bạn đến 18 cân, đó là hàng tay nối như thế này ạ. Giá sale hồng gấu Moschino này ạ. Giá sale còn 170 nhá. À quên, 180 rồi, định 190 thì thôi, 180 nốt cho các chị này. Cái này của em định 180. 180, cái này là 100, cái này của em 190 này. Tay nối này là 190 này, tay nối này là lẽ ra phải 190 này, nhưng để nốt 180 này. Hồng này. Hồng này 180 nốt này. Tay nối này, nhầm. Cái này đi 170. Cái polo trắng này của em thì 170. Mang con này vào đây, 170 nhá. Con này 170 còn size đến 32 cân. Con trắng này của em là riêng đặc biệt, con trắng này em còn một con còn khoảng một hoặc hai chiếc. Size 140. Cái này của em là em nhập cũng nhiều này. Còn con này của em có 30 cân luôn nhá. Có 30 cân là trên dưới 30 cân nhá. Tức là 28 cân đến tầm khoảng 32 cân nhá. Là size 140 cho em. Hồng này của em, à, trắng này của em là cái size mà ok hết. Giá sale 170. Hồng là 170. Còn hàng mũ của em thì đây 180 đây. Mẹ nào lấy tầm khoảng 14 cân. 14 cân đến 18 cân. 14 đến 18 cân. Giá sale là còn 180. Khoác 35 cân em hết rồi ạ. Khoác 35 cân còn con beo này thôi chị. Còn con beo này thôi chị lấy không? 35 cân beo này chị có lấy không? Còn chiếc beo giá sale 490. Còn chiếc beo giá sale 490 thôi. Cái này của em là 100 mấy nhỉ? 180 này. 180 này. Gấu chai chị, chai hết mất rồi. Em hết mất rồi ạ. Gấu 13 14 cân mọi người ơi. Gấu 13 14 cân ạ, 15 cân ạ.
13 15 cân thôi ạ. Khoác gió Nguyễn Thu ơi, khoác gió em lấy size bao nhiêu cân? Mình khoác gió lấy size bao nhiêu cân ở Nguyễn Thu ơi? Để có lại vẫn còn khoác gió. Giá sale cho em này là bao nhiêu nhỉ? 170 ấy. Hay là 170? 180 chứ nhỉ. Mũ chưa có con nào xuống 170 đâu. 180, hàng không mũ em ạ. Mới là 170. Hút đi. Vì có mũ là hàng đắt hơn. Size 2 3 cân chị Nguyễn Thu. 2 3 cân gái hay trai? Nguyễn Thu nhỉ, Nguyễn Thu này. 2 3 cân gái trai đều có luôn nhá. 2 3 cân gái trai đều có luôn nhá. Khoác cho gió ok có size luôn ạ. 2 3 cân gái hoặc trai thì đây. Bé gái lấy cho mình cái này, khoác gió này, hàng màu hồng đào này. Bây giờ xả nốt cho các mẹ 250.000 nốt này. Rất rẻ này, 250.000 nốt. Không thể là mua đồ vụ với giá 2x như thế này được luôn ấy ạ. Đây em ơi, lấy cái này đi. Cái này là giá gần 400k, bây giờ còn 250.000 thôi. Nói chung là xả rẻ lắm luôn ấy. Bé gái 40 cân em hết hàng rồi ạ. 40 cân em hết hàng rồi ạ. Đây, cái này dáng dài, dáng khoác dài nhá. 40 cân vào một cái nịt tím. Khoác dài ạ. Màu cam. Mũ. Quên, túi đây. Bên trong là hàng hai lớp nhá. Nói chung là xả bây giờ xả như vừa bán vừa tặng luôn ấy. Vì là 2x thì không thể em nhập giá. Em nhập không có giá đấy luôn ấy. Không có giá đấy luôn. Bé trai 1,5 m hết rồi chị ơi. Ui dồi, bé trai 1,6 m em hết rồi ạ. Tiếp tục gái này. Bây giờ còn em đang like hàng có 2 mấy cân thôi. 3 mấy cân em còn không có hàng nữa rồi. Một cái màu đen siêu xinh này. Cái này hàng này đắt hơn nhá. Hàng này hơn 400 nhá. Giá sale là 280. Sao khoác có size 120 không? Chị Chi Phương khoác có chị ơi. Khoác này em có chị ơi. Nhưng mà bạn nhà chị nhá, cái phong này nó rất là to nhá. Cái này có size 101 và có size 102. Size 101 của con này thì chạy từ tầm khoảng 18 cân. Là size 101 là 18 cân. Còn size 102 của con này đến tầm khoảng 26 cân luôn. Size 101 và size 102 phong này rất là to. 17, 18 cân đến tầm được khoảng là 26 cân cho em nhá. Size 101 và size 102 của khoác này nhá. Khoác này cũng thế, dáng rất là to. Khoác này là 280. Hàng này hàng hơn 400. Hàng hơn 400, con này là hàng đắt hơn. Giá sale là 280.000. Hàng là 400, gần 450. Đây ạ. Vâng, thế chị lấy size 101 nhá, 250.000 nhá. Cái này là 280 cho em ạ. 280 cho em ạ. Thế có chị dây xem size 101. Đây ạ, size 101 chính là cái này đây chị ơi. Đây còn mấy màu nữa. Màu đen đây, màu đen giá sale là 280. Cái này là 250. Cái này là size 101 đây chị ơi. Size 101 đây ạ. Size 101 đây ạ. Có dây rút chu neo. Dây rút chu neo. Bạn là chị thì mặc những cái form. To nhỉ. Vâng. To. Đây thế thì chị lấy cái này dáng ngắn là ok, xinh lắm này. Sang vụ mới mặc được chị ơi, sang vụ mới mặc được này. Đây ạ. Cái này màu đen này. Cái này cũng xinh này. Cái này cũng xinh nhưng mà cũng to. Em xem có cái nào nhí nhí form nhí nhí một tí không? Hả? À đây. 250.000. Áo nỉ bé gái 18 cân nỉ thường ạ. Nỉ thường em có. Nỉ thường em có 18 cân chị Vũ Phương Thủy Thùy nhá. Đây. Cái này là màu đen này, rất xinh này, có mũ này. Cái này form rộng một tím rất là ok này. Sang vụ bạn này chị mới mặc được, nhưng mà bây giờ chưa mặc được đâu. Bạn này chị cũng mặc trùm trùm mông đấy. Cái này là sale 250.000 nốt. 250.000 nốt. Rất là rẻ luôn nhá. Cái này của em hàng đắt đấy, hàng tác nhựa đây. 250.000 nốt. Đây, màu đen này, rất đẹp. Màu đen mũ này rất là đẹp luôn ạ. Còn size đến 20 cân ạ. Em còn mã này đến tầm khoảng 20 cân nhá. Đấy, màu đen mũ. 18 cân áo nỉ.
size 101 ạ, cái đấy là size 101 chị Chi Phương ạ. Cái mã đấy em cầm là size 101 nhưng nó là dáng ngắn. Nó mã em cầm là cái mã đấy là size 101 nhưng là dáng ngắn. Cái này là size 102 đây ạ, cho bạn 23 cân đây ạ. Giá sale cũng là 250.000 luôn ạ. 250.000 luôn ạ, rất là đẹp ạ. Hàng tác nhựa. Rất là đẹp luôn nhá. Nhưng cái mã này thì đầu vụ của em thì toàn gần 400k thôi. Bomber này 250.000 siêu xinh nhá. Bomber màu siêu xinh 250.000 ạ. Bomber siêu xinh 250k cho em. Đây, 23 cân đây chị ơi, chị lấy cái này đẹp cho em này. 23 cân lấy cái này cho em. Cái này có size 102 nhá. Vâng. Thế chị lấy áo này nhá, 250 ấy, nhưng mà trang vụ mới mặc được cơ, bây giờ chưa mặc được. Trang vụ mới mặc được, bây giờ chưa mặc được đâu ạ. Màu đen 250.000 chị Chi Phương nhá. Mặc bạn này chị cũng mặc kiểu cái form cũng rộng rãi đấy, form đấy là cũng form cũng rộng rãi đấy ạ. 42 cân em hết hàng rồi ạ. 23 cân lấy cái này cho em nữa này. Cái này còn này. Cái này em còn size này. Rất xinh này, cái này 208. Vâng, ok chị, 208 này, hàng hãng này. Cái này 208 cho em. Còn cái này là hàng của em, là hàng 450 đấy ạ. Cái này 208 nhá. Hàng áo khoác gió, nhưng mà hàng này em lấy hàng hãng này nó cũng đẹp lắm. Khoác gió này. Cái này của em là đằng sau màu tím rất đẹp này. Đằng sau, ở đây nó có cái chun rút này. Trong áo này nó có chun rút này. Thì thực ra là nó để rút cái lưng đằng sau này. Rút lưng đằng sau này, màu tím siêu xinh luôn. Cái này có size 101 và có size 102 cho em đến tầm khoảng 25 cân nhá. 17 cân, 18 cân đến tầm khoảng 25 cân, 26 cân, phải đến 26 cân cho em. Áo lông trần trắng, lông trần trắng. Áo lông à? Em đã không nhìn trên like là cái mã nào chị ơi. Áo lông trần trắng là cái áo nào? Em đang chưa hình dung ra. Đúng rồi. Đây, hay là cái này. Đây. 250.000 ạ. Em hiện nay em còn size 22, hơn 20 cân nhá. 250.000 giá rất là rẻ lỗ ngày hôm nay mọi người nhá. 250k bán tặng các mẹ. Cái này của em là 250k. Có hai lớp cho bạn 35 cân. Gái em nhé. Chị thích gặp ngôi, hàng 35 cân em hết mất rồi. Ồ, hàng 35 cân em hết mất rồi ạ. Cái này của em là 250.000 nhá. 250.000 này. Còn size hơn 20 cân. Khoác cho bé 33 cân em chỉ còn có size của bé 15 cân không em. Chị Dương Hồng. Chị Dương Hồng. Để em xem còn không nhá. 15 cân màu trắng này hết, chắc là hết rồi nhỉ. Hết rồi chị ạ, à, em còn cái màu xanh baby thôi thì còn thôi. Hoặc là len, chị có thích len không? Em lên len, hôm nay em bán tặng rẻ khách à, set len xinh lắm, 15 cân này. Cái này có mẹ nào ưng không? 280 à, bạn 35 cân em hết hàng mất rồi à. Khoác cho bé 24 cân bé gái có không ạ? À? Chị Linh Lê ơi, chị lấy cái này không? Chị muốn lấy áo gió không? Hay chị muốn lấy áo chị muốn lấy sao hay chị muốn lấy gió? Đây là gió đây, em lên hàng gió đang xả sập sàn 20 à. 280.000 đây, có size 24 cân đây. Chị có muốn lấy cái này không? Chị có muốn lấy phao hay lấy gió? Hàng gió hai lớp thì em nói chung hàng gió hai lớp em chỉ còn size 101, 102 thôi ạ. Phao ở chị ok. Phao 25 cân. Phao 25 cân. Con nhỏ. Vâng. Chờ em nhá. Đấy. Chị gì mà muốn lấy gió hai lớp ấy thì bây giờ em chỉ còn ít thôi, thì mình có ưng cái mẫu nào thì mình báo em nhé. Giá xả của em thì nó cũng rất là rẻ rồi. Đúng rồi. Phao đây. Giờ chị với chị bị đau tay quá. Phao mới tiêm xong. Hôm nay cũng lạnh lẽo và phải đi tiêm. Tiêm mũi 3 ạ. Cái này của em là bao nhiêu nhỉ? 350.000 phao trần đấy ạ. 350.000 phao trần đấy ạ.
Cái này em còn size 15 cân đây ạ. 15 cân em còn con này lót nhung đây ạ. Chị có thích cái màu xanh baby này không? Màu xanh baby cũng xinh lắm, quả cherry mẫu mặc lên yêu cực luôn ạ. Đấy, chị Dương Hồng có lấy cái này không? Mày mày giúp chị treo lên nhá. Mày phải giúp chị cầm, chị cứ dơ lên thì chị đau quá. Đấy. Đấy, cái đấy dơ lên cho khách lấy 25 cân. Có chị nào lấy 25 cân không đây ạ? 25 phao 25 cân đây ạ. Bên trong là trần cho em này. Trần cho em này, rất đẹp mọi người ơi. Màu khác. Chị Linh Lê ở phao 25 24 cân, màu khác thì còn cái bê hồng này. Cho em chiều cao với. Ừ. Trắng đấy. Trắng lông vũ cho em, trắng lông vũ 24 25 cân em có. Trắng lông vũ 24 25 cân em có này. Mochino nó là hàng lông vũ ạ. Giá sale là còn 350 lông vũ ạ. Hàng phao trần cũng 350. Hàng lông vũ trắng này cũng 350. Ok, màu đen chữ trắng kia nhá. Màu xanh này có 15, có size, em có size nhá chị Hồng nhá. Em có size chị Dương Hồng nhá, xanh baby rất xinh nhá, ấm xinh lắm. Mặc ở lên đáng yêu cực luôn, như búp bê luôn ấy ạ. Có khóa đằng sau nhá, có khóa đằng sau cho em nhá. Đấy, chị lấy thì báo em giá xả cho các mẹ còn 250.000 thôi. Đấy, trắng lông vũ em có size 24 25 cân gái trai mà được hết, giá sale còn 350.000 ạ. Trắng lông vũ nhá. Đấy. Không. Ok, chị Huyền My không có size 33 cân đâu ạ. Em hết mất rồi. Cho chị cái này cho chị Dương Hồng này. Không, mẫu bộ giày em hết hàng rồi các chị ạ. Mẫu bộ giày em hết hàng rồi ạ. Tiếp tục này, 24 25 cân thì em có cái phao Mickey, phao trần 350.000 sale mọi người nhá. Cái này là chiều cao 1m2 đổ về cho em nhá mọi người ơi. 1m2 đổ về cho em, các mẹ mà lấy 24 25 cân là các mẹ là lấy cho bạn bao nhiêu, cao bao nhiêu đấy ạ? Các mẹ lấy cho bạn cao bao nhiêu đấy ạ? Cái này của em là sale còn 350.000. Cái đen chữ hồng kia ấy, em đăng ảnh ấy. Đợt mà em mới nhập hàng về ấy, là được nhiều mẹ ưng lắm. Cái đen chữ hồng ấy. Mọi người nhìn ảnh lên mẫu mặc đẹp lắm các chị ơi. Màu đen chữ hồng ấy đẹp ạ. Cao 1m21 nói chung là cũng ok nhá. 1m20, 1m21 thì cũng ok nhá. 15 cân, lấy sao 100. Váy. Đúng rồi. Váy trắng 25, 26 cân thì không vừa rồi chị ạ. Váy trắng 25, 26 cân không vừa rồi ạ. Váy đấy chỉ có bạn 20, 21 cân. Chiều cao 1m15 đổ về ạ. Chiều cao 1m15 đổ về ạ. Cái áo phao đen đấy em post ảnh mẫu lên nhiều khách thích lắm. Nhìn lấy nhiều cực kỳ luôn ấy. Em dơ thì nó không được đẹp nổi bằng thôi, chứ còn ảnh mẫu mặc lên chơi lắm. Màu đen ấy mọi người. Áo phao đen chữ hồng đúng rồi. Chữ hồng đấy chỉ là của bé gái chị ạ. Có đến 27 cân nhá. Cái mẫu này là mẫu mặc lên đẹp lắm. Nhưng mà em dơ thì nó không được nổi bằng các màu khác thôi. Chứ cái màu này mẫu mặc lên rất là đẹp. Và cái chữ này cũng đẹp mà mọi người. Đây, mẫu này mẫu mặc lên rất là đẹp mà. Ảnh mẫu mặc lên em post lên là bán được nhiều phết đấy. Đấy. Chị lấy cái này cũng được, mà lấy cái hồng Mickey kia cũng ok. Chị Linh Lê nhá, là giá sale 350. Hoặc là lấy parka cho em này. Hoặc là lấy parka tím này cho em này. Con này parka em cũng đang sale cho các mẹ rẻ rồi này. Hoặc lấy cái này cho em nữa này. Hoặc lấy cái này. Cái này em cũng sale. Cái này rất là đẹp. Cái này của em là ấm, hàng ấm đẹp. Parka tím này em sale là 4,39, giá siêu rẻ lỗ nốt nhá. Còn parka này của em là sale. Cái này của em là lót lông cơ ạ. Ok, chị gái đen chữ hồng, chị Sinh Trần. Bạn là chị 25 cân ạ, ok ạ. Chiều cao cho cái nã lấy size 120. Thế á? Cái gì size 9? Lông nâu. Chị ơi, chị ơi, cái mã này thì bạn là chị chỉ mặc size 101 thôi, vì phong này rất là to nhá. Nếu bây ok chị Sinh Trần hả? 25 cân chắc thì dành. 25 cân chị lấy để dành nhá, chị lấy để dành nhá. Tại vì thực ra cái mã này mà chỉ sợ bạn ấy mặc bị dài quá thôi, vì form này rất là rộng ngang. Có size 101 và có size 102 luôn, nhưng mà size 102 của nó thì đến được 27 cân. Ừ, thế cho chị lấy 101 đi.
Ok chị. Con này của em 450. Ờ, bộ, quần áo, bộ áo bạn 35 cân em không có hàng bên này. Chị thích gặp Ngô ơi, em không, em Trang không có hàng bên này đâu. Mà em sợ hết rồi các chị ạ. Hết, hết, bên kia cũng hết rồi. Bây giờ bên kia chỉ còn toàn hàng 30 cân, dưới 30 cân thôi, tức là size 130 thôi. Chứ còn bạn nhà chị sẽ mặc size tầm khoảng size 150. Nên là 140, ít nhất là 140 đến 150 thì bây giờ bên kia cũng hết hàng luôn rồi. Bên, bên cửa hàng bên số 1 này em cũng hết hàng luôn cho những dòng đại như thế rồi ạ. Đúng rồi, form to chị ạ. Chị xin Trần ơi, form to nhá. Theo em là chị đến lấy hàng thì chị qua nhà em thì chị lấy size 111 thôi là ok. Vâng ạ. Em cái đen, vải đen chữ hồng 23 cân lớp 1. Phao, phao đen chữ hồng. Đấy, em chỉ có size 111 và size 112 thôi. Đây ạ, ok chị Nguyễn Thu. Vâng, ok chị. Đây là cái gì nhỉ? Đây là, đây là cái Paka Long Vũ em chị sale cho bạn. Hả? Chị Nguyễn Thu, chị Nguyễn Thu lên cho em số điện thoại nhá. 450.000 cho em các chị ơi. Rất là siêu phẩm và rất là ấm đẹp nhá. Rất là xuất sắc, siêu phẩm ấm đẹp, mọi người lấy cho cả gái cả trai đều được nhá. Cái này là dành cho các bạn tầm khoảng 25 cân. Ờ, chiều cao cho em tầm khoảng 1m2 các thứ nhá các chị ơi. 25 cân em báo cũng thoải mái, 25-26 cân được đấy ạ. 25-26 cân được đấy ạ. Tím đây mọi người ơi. Tím đây ạ. Tím đây thì em sẽ còn size từ 20 cân đến tầm khoảng 27 cân, 28 cân đổ về nhá. Tím là còn size từ 20 cân ạ. Cái này của em là chiều cao cho các bạn tầm khoảng à. Tím này là cho các bạn tầm khoảng 1m25 đổ về. 1m25 đổ về nhá. 28 cân không. 28 cân thì hiện nay là em phải nghĩ đã xem còn cái gì. Phao đen chữ hồng, ok chị Nguyễn Thu. Đây ạ. Chị Nguyễn Thu ơi, bạn nhà chị hiện tại nhá. Bạn nhà chị hiện tại là 23 cân hả chị? Hay là bạn nhà chị, hay là chị đã tăng cân rồi? Để em ướm size. Cái này xinh này. Cái này em sẽ rút dây lại một chút cho các mẹ nhá. Nhìn nhá, cái này của em là CO4. À, có 390.000 cho các mẹ ngày hôm nay nhá. Các ca ấm đẹp cho em một tí nhá. Cái này của em là 390 các chị nhá. Có size đến 27 cân đây ạ. 27 cân, 27 cân, 28 cân mắc đây ạ. Chiều cao 1m25 đổ về. Các chị nhá, em báo chiều cao 1m25 đổ về nhá. Em cũng báo chuẩn thoải mái thôi mọi người ơi. Em cũng không báo, em cũng báo chuẩn thoải mái cho các mẹ nhá. Đây, các cá tím nhá. 390 siêu tốt ạ. 390 giá siêu tốt này. Xinh lắm. Màu tím rất là xinh ạ. Tím 27 cân ok chị Thủy Mạnh này. 390 thôi, hôm nay giá cực kỳ tốt các chị ạ. Nên lấy cho em 27 cân ok size đấy ạ. Hôm nay các chị toàn mua giá tốt cho con Paka tím này thôi. Còn Paka này thực ra là trước em cũng kêu 490, bây giờ em để nốt là 450.000. Paka màu lông 450 nhá. 450.000. Chị Linh ơi, chị Linh lấy cái con Paka xanh lục đảo này đi. Đây bác ca tím em còn chiếc ạ. Em còn một chiếc này. Ờ, giá sale cho các mẹ là 390. Mà các mẹ không lấy thì hơi phí. Tại vì trước Tết là cái này còn size 20-21 cân luôn đây. Cái này còn size 20-24 cân. 24 cân. Đấy, đến 24 cân đây. 20-21-24 cân. Size 120 của em đây. 24 cân ok đây ạ. Bác ca này có dây rút neo. Thì khi mà rút lại thì dáng nó rất là nhỏ nhỏ nhá mọi người nhá. Đây cái này là trần bông ấm đẹp này, khách khen lắm. Đang trời lạnh nên là khách lấy rồi, khách khen lắm. À, áo phao béo. Áo phao béo báo chị. Đây. Ok chị ạ, cái này của em là hàng lông vũ ạ. Hàng lông vũ ạ. Hàng lông vũ này. Cái hàng lông vũ này của em là bao nhiêu tiền nhỉ? 490. 490 ạ, phao béo 490 ạ.
Cái này của em ấy nó là 24 cân ok luôn, nhưng mà khi mà mình rút chanel lại thì dáng nó rất là gọn như thế này. Thì tùy theo chiều cao cân nặng các mẹ có thể chỉnh được nhá. Chiều cao cho con này là tầm khoảng 1m2 đổ về. 1m2 đổ về. 1m2 đổ về cho bác ca tím ạ. Lấy cái tím 28 cân hết rồi. Chị Nguyễn Minh Hải ơi, 28 cân em hết tím 28 cân rồi ạ. Tím này chỉ còn tầm khoảng 24 cân thôi ạ. Tím tầm khoảng 24 cân thôi ạ. 24 cân đổ về thôi ạ. 24 cân thôi ạ. Size 120 thôi ạ. Cái beo này của em là hàng lông vũ. Bên trong cái chất liệu lót lụa rất là đẹp ạ. Nhà em ở Hà Nội, Phạm Ngọc Thạch ạ. Ngõ 16C Phạm Ngọc Thạch ạ. Áo phao treo có áo cao một dòng treo ở trên kia em không còn chiếc nào. 30 cân 1m4 rồi. 30 cân 1m4 em chỉ còn cái bomber này thôi. Hàng bomber này thôi ạ. Em chỉ còn cả con hàng bomber này thôi. Hàng bomber này thôi mọi người. Lông vũ rất đẹp, bên trong của em nó hàng lót lụa. Đây này. Hàng bên trong lót lụa như thế này. Rất là đẹp, rất là xịn. Giá sale bomber này mọi người mặc áo hoodie bên trong nhá. Giá sale cho em là còn 490, hàng 690. 690 đây. 35 cân 36 cân chị ạ. Chị Thủy Mạnh. Bạn là chị Thủy Mạnh 27 cân em có size đấy ạ. 27 cân em có size chị Thủy Mạnh nhá. Em có size nhá. Có size em có size 27 cân ạ. Giá sale cho em là áo xanh có size 18 19 cân cao 1 m à chị. Ờ, không vừa, hơi to rồi chị ạ. Bomber bé trai. Bomber bé trai, chị Huyền My. Chị Huyền My bomber bé trai à, ý là hỏi là bomber là của bé trai ạ. Bomber này, beo này mọi người ơi. Mọi người thấy mặc được cho bé gái bé trai thì đều ok ạ. Xem áo khoác hồng treo trên cùng. Ok, chị chờ em một tí nhá. Chờ em lên cái hồng vỏ đỗ này cho chị Vân Hoàng nhá. Đây, hồng này em siêu rẻ cho các mẹ hàng theo. Siêu nhẹ, hãng đẹp lắm. Ừ, đấy cái hồng hồng đấy đây, tôi đang hồng gấu này. Không, cái đấy thì không ok lắm. Hồng gấu thì tay nó ngắn. Đây, hồng này em lên cho chị Vân Hoàng. Nào. Bomber bé trai. Ờ, chị Huyền My, em chưa nhớ chiều cao cân nặng bạn là chị. Được, chờ em tí em xem còn không nhá. Ờ, xem còn cái mã hàng gì còn sai, tại vì các mẹ cũng chốt nhiều rồi, thành ra em không nhớ cái gì còn sai nữa rồi. Cho em xin chiều cao. Đây ạ, hồng vỏ đỗ này của em thì là hàng phao nhẹ. Hồng này là hàng phao nhẹ. Hồng này của em hàng phao nhẹ. Em mới bỏ túi. Hàng phao nhẹ. Cái màu hồng vỏ đỗ này là hàng phao nhẹ. Giá sale còn là 330.000 thôi ạ. Rất là rẻ. Cái này hàng phao nhẹ 330 thôi. Cái này em còn size đây, bên trong này ấm lắm. Bên trong cái này chất liệu ấm lắm. Bé trai 1m4 30 cân. 1m4 30 cân, một tận 1m4 em sợ không còn hàng nữa. Chắc chị phải inbox em rồi, tí em dơ một số màu cho chị, nhưng mà về còn size hay không thì em chưa biết còn size hay không. Cái này ấm lắm. Cái này có táp. Ấm lắm ạ, cái bên trong phao trần này ấm lắm. Cái này em của em là còn size cho các bạn đến tầm khoảng là 330 thôi các chị ạ. 330 thôi. Còn size cho các bé. Cái sờ chất nó đẹp lắm, nó kiểu màu Hàn Quốc một tí, sờ chất nó đẹp lắm. Cái này của em 330, giá sale 330. Đấy, còn size cho các bạn đến 10 rồi, đến 20 cân. Còn size đến mắc 20 cân, nhưng mà cho các bé tầm khoảng mét 15 đổ về. Mét 10, mét 1 đổ về, mét 15, dưới mét 15. Hồng này nhá, hồng này là hồng phao siêu nhẹ. Hồng này của em là hồng lông vũ. Thì bạn 13, 14 cân nhà chị Vân Hoàng cũng ok này. Hồng lông vũ này này. Có hồng gấu lông vũ mochino siêu xinh luôn. Hồng lông vũ mochino em đang sale cũng có 350 rồi nhá. Em ơi, còn chiếc một em sale rất là rẻ, 350 này. Đấy, chị Huyền My thì 1m4 và 30 cân bé trai. Không biết là còn cái mã nào bomber không thì em bảo bên kia gửi ảnh cái. Để đưa bên kia. Hồng lông vũ mochino có 350.000. Và em còn hồng này nữa, là hồng phản quang.
hồng phản quang cho em ạ. Đây, tất cả các mã này em đều thấy xinh nhá. Còn mình ưng cái mã nào hơn ý thì mình báo em nhá. Cái này là hồng phản quang cho em ạ. Hồng phản quang cho em ạ. Hồng lông vũ 14 cân ok chị. Hồng lông vũ 14 cân ok chị ạ. Xinh lắm. Hồng phản quang cũng có 330.000 thôi. Hồng này cũng 330.000 thôi. Hồng lông vũ này công nhận xinh. Có test lông vũ luôn ạ. Có test lông vũ luôn. Hàng Mochino xinh lắm. Cái đấy sale còn là 30. Con này xinh mà. Con này hàng này cao cấp của em. Toàn là hàng rồi mà mua vào chính vụ của nó toàn phải 100.000 đến 800.000 một chiếc Paka như thế này. Hiện tại em sale 450.000 nhá. Mọi người mà thích những cái mã Paka ấm đại hàn mà lông đẹp như thế này thì không nên bỏ qua cho em. Hồng phản quang có size bé nhà chị Chi Phương đấy. Hồng phản quang em có size bé nhà chị Chi Phương đấy ạ. Hồng phản quang em có size bé nhà chị Chi Phương đây. 15-17 cân. 15-17 cân ạ. 15-17 cân. Thì cái dáng này là dáng ngắn nhá. Cái dáng áo này dáng áo là dáng ngắn. Nhưng mà 15 cân ấy thì bây giờ đang mặc vừa luôn đấy. 15 cân bây giờ là đang mặc vừa luôn đấy. 17 cân thì cũng được, nhưng nó là dáng ngắn nhá. Cái size này em không biết size gì, nó là size số 9. Size này là size số 9. Phao xanh này của em là size 25 cân, 20 đến 25 cân ạ, size 120. Size 120. Hay là 20 trở lên đến 25 cân. Paka 450, 450.000. Cái này của em là hồng này của em là hồng size số 9. Nó sẽ form nhưng cái hồng size số 9 này, size này thì nó tương đương với 101 nhưng 101 form nhỏ thôi. Không phải 101 form to, nó là tương đương với size 101 form nhỏ. Hoặc là size 100 thôi, hoặc có khi là size 100 thôi ấy ạ. Nó chỉ tương đương với size 100 thôi chị ạ. Cái này hồng này ạ. Hết rồi, còn đúng một chiếc ạ. Em có mỗi một chiếc thôi ạ. Còn một chiếc thôi. Cái này là của em là có mẹ nào lấy không này? Con phao xanh bao nhiêu cân? Cho mình xem lại cái con Paka một phao xanh chính là cái này đây, cái phao. Hay là cái này. Hay là cái Paka xanh đúng không chị? Paka xanh đúng không? Paka tím đây ạ. Size 120 này thì cũng là cho bạn tầm khoảng 24 cân đây ạ. Bạn nhà chị là cao mét mấy ạ? Cái này là 1m2 đổ về. 1m2 đổ về cho em. Bạn này chị cao mét mấy hả chị ơi? 1m21. Ờ nhỉ, 1m21 xin lỗi chị nhá, vừa nãy chị có nói. Size 160 em hết hàng rồi ạ. 160 bên này em hết hàng rồi ạ. Nói chung là cũng xem rồi em không biết là bạn nhà chị đấy, còn cái này thôi. Nhưng mà để mà nói thì con này nó sẽ to hơn con này một chút xíu. Con này nó sẽ to con này một chút xíu. Con này cũng là tầm khoảng 1m2, hơn 1m2 một tí xíu mặc ok. Và cân nặng 25 cân vẫn được. Còn con này thì em đang rút chun lại, nhìn nó hơi nhỏ nhỏ một tí. Nhưng mà 24 cân vẫn ok cho em nhé. 24 cân vẫn ok cho em nhé. Bác ca tím này là sale. Bác ca tím này em sale còn là 390 thôi. Các mẹ lên lấy. Hoặc là cái phao đen này. Phao đen này. Phao đen này là em sale 350 hàng chất liệu phao trần ạ. Phao đen này là phao đen chất liệu phao trần ạ. Chất liệu phao trần. Đây là vẻ chai. Phao trần đen. Gái trai mặc được hết. Túi đây. Có dây rút chun eo. Cũng chiều cao cho các bạn 1m2, cân nặng ở tầm khoảng 20 cân hơn 20 cân cho em. Các bạn cứ 1m2 đổ về cho em. Cân nặng các bạn thì dao động được nhiều đến 25 cân vẫn được. 25 cân vẫn được. Giá sale cho phao đen này là gấu này là 350. 350.
Chị Phương ơi, có cái này đẹp này. Chị Phương ơi, chị có thể lấy cái này. Chị Phương ơi, cái này đẹp này. Cái này là size lông vũ, hàng lông vũ mà em sale rẻ lắm luôn. Cái này là lông vũ hẳn hoi mà chất cực kỳ đẹp luôn. Nó là size 120 nhưng nó là form nhỏ. Cái này là 20 cân đổ về cho em, 20 cân mắc cho em. 20 cân mắc cho em thì bạn là chị Chi Phương là lấy cái này được. Màu này rất là xinh mà con này hàng lông vũ rất là xịn luôn ý. Cái lông vũ này thì cực kỳ xịn luôn nhá. Cái mũ này còn có thể tháo rời được cho em nhá. Con này là 365.000. Cái này là size 120 luôn ý, nhưng nó là form nhỏ lắm. Cái này size 120 nhưng form nó nhỏ lắm, chỉ 20 cân đổ về thôi. Đấy, thật sự với chị là cái này thì em sale có 365.000 thì nó quá là rẻ rồi. Có 365.000 thì quá là rẻ rồi. Áo này con gái, đúng rồi, con gái chị ạ. Áo này của em là con màu cam. Màu cam này con gái đúng không mọi người? Sao đen pha xanh cầm mét 3 20 cân vừa không? Không được chị ơi, 1m3 thì không vừa. 1m3 thì không vừa chị ạ. Em cũng báo rồi, có 1m2 đổ về thôi. Về chiều ngang nó dao động cân cân nặng được rất là nhiều. Nhưng mà về chiều chiều cao ấy thì em đã giới hạn cho mọi người 1m2 đổ về cho mọi người lấy thoải mái rồi. Không muốn mọi người lấy kiểu lấy 1m2 đổ về cho em là mới ok. Còn nếu không thì sẽ bị ngắn tay. Chị Chi Phương ơi, chị lấy cái này đi. Vì là có thể là năm tới chưa chắc có được những cái hàng siêu phẩm như thế này để mà bán luôn ấy. Cái này lông vũ mà đảm bảo là cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ có 365.000 thôi nhá. Lông vũ cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây, con này của em dày đẹp lắm. Dày đẹp lắm mọi người ạ. Đấy, con này của em xịn lắm. Cùng hãng với phao gấu Moschino. Cùng hãng với phao gấu Moschino. Cái này mũ lại còn tháo rời được ấy. Xịn đã nan luôn. Đây ạ, có 365.000 nhá. Rất là rẻ nhá các chị. Mọi người mà không mua thì em thấy phí lắm luôn ấy. Bình thường em sale nó rẻ là 390 rồi. Rẻ là 390 rồi. Đẹp. Mọi người mua hàng made in Việt Nam thì không bao giờ có những cái mã hàng mà chất nó dày đẹp và nó sờ chất nó xịn như thế này luôn. Mà con này của em hàng lông vũ nhá. Lông vũ Quảng Châu, hàng Quảng Châu cao cấp rất đẹp lắm. Đấy, cái này là lông vũ cam cam. Lông vũ à, cái này là bé trai mà đúng không em? Được, trai mà cũng được ạ. Em thấy trai mà cũng được ạ. Lông vũ lót lông, lông vũ hoặc lót lông 18 19 cân là chị. Vân Đồng. 18 19 cân. Cao mét mấy chị ơi? Em còn cái con đỏ lót lông này này. 18 19 cân ok này chị ơi, rất xinh này. Nên lấy và giá sale cũng sập sàng này. Con này của em hàng cũng là hàng 600k rồi. Bây giờ thì sale cho các mẹ là còn có 380 thôi. Em xả rất là lỗ rồi. Đây ạ, lót lông đẹp mà nó là hàng bên ngoài của em là chất khao nhẹ nhá. Bên ngoài của em chất khao nhẹ nha. Hôm nay khách đến là còn một chiếc, còn hai chiếc, cái này là khách lấy một chiếc rồi. Đây, trong tất cả các mã khao thì em là khách cũng lựa luôn rồi. Thực ra đợt này đây, rất là đẹp luôn. Đợt này lạnh nên là khách cũng có thể là cũng đã có hàng áo rồi, nhưng mà kiểu vẫn không thể đừng được mà vẫn phải mua áo khoác cho con vì nó lạnh quá. Đây chị ơi, bé trai đây, lấy cái này cho em, đảm bảo rất là xinh luôn mà chất thì rất thích luôn. Em có cái màu đỏ này đẹp này, đấy màu đỏ này đẹp này, hoặc lấy cái màu này thì nó là phao trần thôi, giá của nó là 350, màu này của nó thì giá là phao trần thôi, 350, nó là phao trần thôi ạ. Đây ạ, có size nhá, đây là size to một tí đây, lấy cái size nhỏ nhỏ, đây lấy cái size nhỏ mặc vào này, đỡ phải cầm. Có mũ này rất đẹp này. Cái này của em là 350.000 này, đấy, 350. Cao 1m, nặng 18-19 cân, ok, chuẩn luôn ạ. Cả áo đỏ chuẩn nhá chị nhá. Áo xanh này cũng ok nhá. Đây, áo xanh này cũng ok cho em này. Giá sale phao, hàng dòng phao trần này thì bên trong nó là trần phao. Áo phao bé gái 26 cân. Bé gái 26 cân. Em hiện nay thì em còn hàng bomber thôi. Em sẽ gửi ảnh cho chị thôi ạ. Còn đâu là những cái hàng này em đang lẻ sai và không còn hàng sai tầm 26 cân nữa rồi ạ. Còn cái phao gấu phong gấu
18 19 cân đây nhá chị nhá, chị có ưng không thì báo em này. Phao gấu lông vũ. Ôi xả có 350 thôi mà lông vũ cho em. Hàng này em còn trước thôi. Có size 25 26 cân đây ạ. Lông vũ này. Lông vũ cho em nhé mọi người ơi. Lông vũ trắng này. Lông vũ trắng. Đẹp lắm, mochino này. Lông vũ trắng mochino này. Em có size này, gái trai mặc được hết này. Đây ạ. Lông vũ trắng này, chị Vui Nguyên có ưng không? Lông vũ trắng này. Đấy, lông vũ trắng này. Bác ca ai ưng thì lấy nhá. Bác ca này đẹp lắm. Lông vũ trắng này. Bé gái này. Rồi, tiếp lông vũ trắng này. Còn 17-18 cân thì ôi lấy cái này cho em rất là đẹp luôn. 18-19 cân này. 18-19 cân size 101. Con này đẹp này. Size 101 này. Size 101 con này xinh lắm. Cao 1m ok luôn này. BBL giá sale còn 350.000. Cũng 350.000 ạ. Sao nhẹ ạ. BBL tai gấu như này. Đấy. Trông yêu yêu như này. Ấm đẹp dày, dày dặn đẹp ạ. Áo phao này ấm dày dặn đẹp cho em này. Đấy. Lót lụa này. Dáng hơi trùm mông một tí ạ. Dáng hơi trùm mông một tí, lót lụa này. Đấy. 18-19 cân có size này. Gấu lông vũ trắng size là gấu lông vũ trắng là em có size size 27 cân đổ về. Chị Thảo Trần ơi, 27 cân đổ về nhá. 20 cân đến hơn 20 cân đến 27 cân cho em. Không, áo BBR là phao trần, phao bông. BBR là phao bông. Nhưng mà nói chung là những cái mã hàng phao bông của em ấy, nó cũng là hàng bông siêu nhẹ, nó cũng đẹp. Nó cũng là hàng đẹp mọi người ạ. Lông vũ trắng đây. Lông vũ trắng này thì nó size 2, có size lông vũ trắng này của em này có size 2 trên 20 cân này, 25, 24, 25, 26, 27 cân. Các mẹ 23 cân mà cao thì cũng mặc được. Lông vũ trắng này này. Lông vũ trắng gấu này này. Hai bảy cân đổ về. Đấy. 1m25 mà 25 cân. Nếu mà chị sợ cọc thì em sẽ đo chiều chị đo cho chị. Em sẽ đo cho chị từ phần vai đến dưới đây cho chị nhá. Giờ chị xem có ok không? Để em sẽ chị xem có ok không? Em đo cho chị. 1m25. Em đo từ dưới phần này này em này. Em được giải luôn. Ừ. Nên bé trai 19 cân em có ạ. Ok chị Vui Nguyễn. 48 cân. Cho chị phao này nhé. Chị Vui Nguyễn 26 cân. Ờ, chị Vui Nguyễn lấy phao 26 cân. Cho em xin chiều cao bạn là chị Vui Nguyễn nhá. Thì chị Vui Nguyễn là lấy con mochino trắng lông vũ đấy 350. Lông vũ này thì chị Vui Nguyễn cho em xin chiều cao bạn 26 cân nhá. Lông vũ trắng này. Ờ, chiều dài bao nhiêu ấy nhỉ? 48 phân. Chiều dài 48 phân, con này dáng ngắn ạ, dáng ngắn ngắn ạ. Đo lại. 48 hay 58? 48. 48. Hả? 48. Em phải để bằng dưới đất ấy, để em để trùng trùng là nó khác. Size này tận size 140 cơ các chị ơi, nhưng mà nó form nó nhỏ lắm các chị ạ. Nên là em cũng không biết ước kiểu gì đây này. 50cm đấy ạ. Đấy, ok chị Vui Nguyễn ạ. Hỏi là chiều cao của chị 1m37 mà 1m37 cân, 1m36 em hết hàng mất rồi. Lên 18-19 cân này. Em còn cái phao tiếp tục em mặc cho các mẹ xem. Phao này. Vừa nãy có 18-19 cân. Phao 18-19 cân. Con này là bomber. Xong rồi em sẽ lên len cho các mẹ 10 lên len cho các mẹ nhá. Con này là 490 các mẹ nhá, 490 nhá. Con này là 490 nhá. 490 cho em này.
490 này, lông vũ này, 490 này. 37 cân em hết mất rồi ạ. 37 cân em hết rồi ạ. Em dơ ngại, em ngại dơ quá rồi, em hôm nay mới tiêm xong nó đau tay quá. Thế là sẽ cho hai con canh này mặc vào cho các chị nhá. Mặc mẫu mặc nha. Cho mẫu mặc. Nghe 18-19 cân là còn mã này em xả hàng lên kiều ạ, hàng lên kiều của em hàng đắt đấy ạ. Xả cho các mẹ lên kiều này chỉ còn có giá là lên kiều này em xả còn có giá là bao nhiêu nhỉ? 250 thôi nhá, 250 thôi nhá. Áo cam mặc còn 35 cân không, cam mặc thì hết 35 cân rồi, áo canh mặc là hết 35 cân rồi. Cái này hết 35 cân rồi ạ. Cái này còn size 30-32 cân thôi. 30-32 cân thôi. Đây. Len đây ạ. 250 ạ, 5m2. Mạnh chứ không biết. Ừ, ok luôn đấy. Chuẩn luôn đấy. Len kiều của em chơi còn 200 thôi. 50.000 thôi các bạn nha. Hàng này thì em bán lỗ lắm rồi. Vì hàng này của em toàn hàng còn khó nhập cái chứ không phải là dễ nhập lên kiều đâu. Mà bán bây giờ xả nốt cuối vụ thôi. Còn đầu vụ thì chắc đầu vụ các mẹ không thể mua được giá tầm như thế này luôn. Cái này lên kiều đấy ạ, lên kiều có size 20 cân đấy ạ. Có đến size 20 cân đấy ạ. Lên kiều LV. Lên kiều LV đen, giá sale là còn à. Lên kiều LV đen giá sale là còn 250 nốt cho các chị. Lên hoạt lên kiều LV giá sale 250. Giá sale 250. 18-19 cân em hết mất rồi. 18-19 cân em hết len kiều rồi. À hết len rồi. Em chỉ còn áo nỉ thường thôi. Áo nỉ thường thôi ạ. Áo nỉ thường thôi. Len kiều LV có người nào lấy không? Em kiều LV. Phao này. Phao trần này. À quên, cái này là phao lông vũ. Lông vũ 490k các chị nhá, hàng lông vũ nhá. Phao lông vũ 490 này. Cái con này là con màu ghi xanh ghi nhá các chị. Con này màu xanh ghi này. 490 này. 490 ạ. Xanh ghi 490. Xanh đi 490. Quần nó lẻ sai quá nên là em cũng ngại lên. Không biết là lên quần nó lẻ sai quá nên em cũng hơi ngại lên. Quần đấy ạ. Mọi người có nhu cầu quần không? Hay chỉ áo thôi? Quần nó lẻ sai quá rồi. Quần bò thì phao trần, em có phao trần 26 cân bé gái không? Chỉ còn 25 cân thôi chị Hương Tạ. Còn 25 cân thôi. Còn size 25 cân thôi. Còn chỉ còn còn size 25 cân chị ạ. Giá sale là 350 cho phao trần. Bạn là chị Hương Trợ Hương Tạ là cao mét mấy rồi nhỉ? Cao mét 2. Đây cái này mình mắc hai, cái này mình mét 2 tuổi. 7 tuổi. Cái này của em là bao nhiêu cân nhỉ? Cái này của em là 350. To lắm.
form size nhỏ nhưng cái form này nó rất là to. Form này rất là to ạ. Hai, cái này của em là bao nhiêu tiền nhỉ? 350. 350 ạ. 350 Mickey. 350 Mickey ạ. Mình cho cả gái cả trai cũng được nhá. Cái này nó to vì cái mã là nhỏ nhỏ mặc anh thì nó vừa hơn các chị. Cái mã này của em là nó cũng phải dao động là size 25 cân các thứ, là mặc vào canh là nó đã kiểu không được à. Nhìn nó hơi sọc sạch một tí, nó rộng mà. Canh này thì mặc size tầm khoảng 20 cân. Mốt thôi, mặc size chung. Cái này là em sale Paka này, em sale còn là 450 nhá mọi người nhá. Ok. Em chuẩn bị nghỉ live đấy các chị ạ. Cảm ơn cả nhà nhá. Em chuẩn bị nghỉ live nha các mẹ. Mọi người mà muốn sắm phao ấy thì mọi người cũng báo nhà em, tại vì tầm này sale cũng sale rất là rẻ rồi đấy ạ. Mọi người muốn sắm phao thì mọi người inbox nhà em nhá. Em gửi các mã còn size cho các mẹ nhá. Trời rất là lạnh luôn. Mọi người tầm cũng khoảng chục ngày đấy. Tháng 3 các thứ cũng vẫn còn lạnh đấy ạ. Đầu tháng 3 các thứ vẫn còn lạnh lắm các chị ạ. Đó, các mẹ vợt nốt nha. Mỗi ngày em về tôi thấy ra phao với các thứ là em cũng vơi đi rồi. Phao với các thứ cái vãi này bây giờ nó em đang theo lung tung khỏe cả. Các thứ này nó nỉ cái len thôi, chứ còn phao là cũng đang hết rồi đấy ạ. Mẹ nào mà muốn lấy phao bomber thì em còn một số màu, nhưng mà một số màu bomber thôi. Mấy giờ rồi em nhỉ? 2 giờ. Thank you các chị nhá, em cảm ơn mọi người nhá. Em xin phép nghỉ live đây ạ. Em chào mọi người ạ.